Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 121. Tiêu Phàm trên người phát ra đáng sợ sát khí, nhưng đám người có loại như rớt vào hầm băng cảm giác, cho dù Tử Như Cuồng, đều hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái. Bọn họ không biết Tiêu Phàm nơi nào đến dũng khí, dĩ nhiên thực có can đảm cùng Lục Gia là địch. Phải biết, nơi này thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn a, Lục Gia muốn giết hắn lời nói, người nào cũng không giữ được hắn. Nhưng mà, đám người giờ phút này lại là ai cũng không dám mở miệng, Lục Cẩn hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có động thủ dũng khí, một cái tay bụng mặt gò má, vừa mới một bàn tay vẫn như cũ đau nhói vô cùng. Tử tiền bối, cáo từ. Tiêu Phàm hất lên áo bào, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về phía dưới quảng trường mà đi. Tử Như Cuồng nhíu mày, hắn biết rõ, Tiêu Phàm có chút đối với hắn cũng có chút khó chịu, dù sao Tiêu Phàm là vì cứu hắn tôn tử, nhưng hắn lại cơ hồ thờ ơ. Hít sâu một cái, Tử Như Cuồng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi vào đại điện bên trong. Mấy cái kia thần dược sư nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo, bọn họ cũng muốn biết rõ Tử Vân Phong sinh tử. Nếu như nói trước đó bọn họ còn không tin tưởng Tiêu Phàm có thực lực cứu chữa Tử Vân Phong, nhưng là hiện tại, bọn họ đều có chút tin tưởng, đây chính là có thể giết chết Lục Kinh Long người a, có chút kỳ lạ thủ đoạn, cũng là 10 phần bình thường. Chỉ là, làm bọn họ đi vào cung điện một sát na kia, mấy người toàn bộ đều ngốc trệ tại đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước, tựa như gặp quỷ một dạng. Đại điện trung ương, Tử Vân Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cái kia. Chỉ là sắc mặt nhìn qua còn có chút trắng bệch mà thôi, nhưng một chút cũng không như muốn chết bộ dáng. Ra ra, ta đây là ở đâu? Tử Vân Phong nghi hoặc nhìn xem bốn phía, tựa như làm một cái lâu đời mộng một dạng. Tử Như Cuồng gắt gao nắm lấy Tử Vân Phong cánh tay, chốc lát sau đó, hắn đột nhiên lên tiếng cười ha hả, ha ha, tốt, thật tốt. Tử Phong chủ, có thể hay không nhường lão hủ nhìn xem? Lúc này... Cầm đầu hôi bào lão giả hít sâu một cái nói. Xem đi, Tử Như Cuồng tâm tình tốt đẹp, đối mấy người thái độ cũng không giống nhau. Hôi bào lão giả vội vàng bắt lấy Tử Vân Phong cánh tay, tử tế kiểm tra người Tử Vân Phong thân thể, thần sắc lấp lóe không yên, trên mặt đều là kinh ngạc. Làm sao có thể, cái này, hôi bào lão giả trợn to hai mắt nói. Khuê trưởng lão, làm sao? Mặt khác mấy cái thần dược sư nghi hoặc nhìn xem hôi bào lão giả nói. Thần hồ kỳ kỹ, thực sự là thần hồ kỳ kỹ. Hôi bào lão giả quên hết tất cả tán thán nói, mệnh cách dĩ nhiên chữa tốt, hơn nữa không có bất luận cái gì tỉ vết. Tốt, những người khác cũng kinh ngạc không thôi, vội vàng đi đến trước kiểm tra Tử Vân Phong thân thể. Thanh Mộc Khuê, trước đó là ta không đúng, ta hướng các ngươi xin lỗi. Tử Như Cuồng giờ phút này tâm tình tốt đẹp. Lấy hắn phong chủ thân phận, lại hướng mấy cái trưởng lão nói xin lỗi. Tử phong chủ khách khí, là chúng ta y thuật có hạn, lão hủ thế mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Hôi bào lão giả Thanh Mộc Khuê cảm thán nói, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, Tiêu Phàm y thuật như thế cao siêu, dạng này nhân tài, nhất định muốn gia nhập ta Thanh Mộc Phong. Dứt lời, Thanh Mộc Khuê quay người liền chuẩn bị hướng dưới núi bay đi, lại bị Tử Như Cuồng ngăn lại. Thanh Mộc Khuê, đây chính là ngươi không đúng, Tiêu Phàm sớm đã là ta Tử Vũ Phong đệ nhất chân truyền đệ tử, hắn là không thể nào gia nhập Thanh Mộc Phong. Tử Như Cuồng ra vẻ âm trầm nói. Coi như hắn gia nhập Tử Vũ Phong, cũng có thể gia nhập ta Thanh Mộc Phong. Thanh Mộc Khuê giờ phút này lại là nửa bước không lùi. Vậy phải xem ngươi Thanh Mộc Phong cho điều kiện gì, ta trở về lập tức nghĩ phong chủ bẩm báo. Nhìn thấy Thanh Mộc Khuê cùng Tử Như Cuồng đang thảo luận thu Tiêu Phàm làm đồ đệ sự tình, Lục Cẩn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, Tiêu Phàm, nhất định muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Lục Cẩn liền lặng yên lui xuất cung điện cửa ra vào. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Tử Như Cuồng cùng Thanh Mộc Khuê hai người tranh đoạt hắn sự tình, hắn cũng đã đi tới Thiên Võ Phong dưới quảng trường vị trí. Khi hắn nhìn thấy quảng trường bên trên lúc chiến đấu, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Hoàng phủ Hoàng Tiêu cái kia hỗn đản làm sao có thể mạnh như vậy, lấy một địch bốn dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong. Ta Thiên Vũ vực chẳng lẽ thật không bằng Thiên U vực sao? Yên tâm, Lục Vô Song sư huynh bọn họ bốn người, khẳng định sẽ giết hắn, các ngươi nhìn,
Lục Vô Song sư huynh bốn cái cũng đã ở vào thượng phong. Thiên U vực dám đến ta nơi này gây hấn, liền để bọn họ có đi mà không có về. Bốn phía tu sĩ xúc động phẫn nộ vô cùng, tựa như thân lâm kỳ cảnh, đang cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu giao thủ là bọn họ đồng dạng, bọn họ hận không thể lập tức chém giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Tiêu Phàm nhíu mày, liền hắn đều không thể không thừa nhận, cái kia Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không phải bình thường cường hoành. Cho dù là hắn, cùng Lục Vô Song bọn họ bốn người giao thủ, cũng chưa hẳn có thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Mà cái này dạng người này, lại đối một người khác tôn kính như vậy, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ánh mắt không tự giác rơi vào cái kia Tam công tử trên người. Hắn cũng rốt cục biết rõ, bách sát chiến trường có lẽ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ sẽ cực kỳ tàn khốc. Thiên Vũ vực ở Vạn La đế vực cấp dưới trên trăm địa vực bên trong, xem như bài danh cực kỳ dựa vào sau, Thiên U vực đều muốn mạnh hơn vô số, lại càng không cần phải nói những cái kia cổ vực. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào trên sân chiến đấu, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mặc dù bị ép tại hạ phong, nhưng không có bất luận cái gì thất bại. Thậm chí, hắn càng chiến càng hăng, ẩn ẩn có muốn đảo ngược thế cục xu thế. Ha ha, Thiên Vũ vực, không gì hơn cái này. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, khóe miệng phù hiện một vòng quỷ dị độ cung, nói, được rồi, cùng các ngươi chơi lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người khí thế lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem Lục Vô Song bốn người đẩy lui, hai cánh tay hắn một trận, trước người bỗng nhiên xuất hiện một đầu thật sâu khe rãnh, giống như một đầu sâu không thấy đáy hắc huyên. Vạn độc chi huyên, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu giống to một tiếng, cái kia khe rãnh bên trong đột nhiên toát ra hắc khí cuồn cuộn, hắc khí phát ra một cỗ tính ăn mòn khí tức, trực tiếp đem Lục Vô Song bọn họ lồng chụp vào trong. Không tốt, là độc, mau lui lại. Lục Vô Song kêu sợ hãi một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, lách mình liền xuất hiện ở hắc huyên bên ngoài. Áo bào trắng Tần Sở cùng váy xanh Thanh Mộc Tuyền phản ứng rất nhanh, trực tiếp hướng khía cạnh bỏ chạy, trên người vẻn vẹn lây dính từng chút một hắc khí, miễn cưỡng xem như trốn qua một kiếp. Nhưng cuối cùng một người Bách Lý Liệt lại chính giữa cái kia hắc huyên xâm nhập, khi hắn muốn chạy trốn thời điểm, hắc khí cuồn cuộn cũng đã tràn vào hắn thể nội. Hắn thân thể nháy mắt biến đen kịt vô cùng, rốt cuộc không cách nào điều động thể nội thần lực. Phù phù, Bách Lý Liệt thân thể bỗng nhiên cắm ngược lại ở mặt đất, nửa bước khó đi, bị cái kia hắc khí cuồn cuộn thôn phệ, mặc cho trong tay hắn trường đao loạn chạm, cũng căn bản không làm gì được mảy may. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, dừng tay cho ta. Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là một cái lão khôi ngô lão giả vọt ra. Chính là trước đó khó xử Tiêu Phàm Bách Lý Đao. Bách Lý Liệt chính là Bách Lý Phong nhất mạch hy vọng, hắn làm sao có thể để hắn chết ở nơi này. Hừ, ai dám xấu nữa quy củ, giết không tha. Bách Lý Liệt còn không có tới gần, khán đài bên trên Tam công tử liền gầm thét một tiếng, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Bách Lý Đao sắc mặt tái nhợt, bộ pháp hắn sinh sinh bị ngừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách Lý Liệt bị hắc sắc vũ khí thôn phệ. Ngũ gia gia, cứu, cứu ta. Bách Lý Liệt duỗi cánh tay ra nghĩ Bách Lý Đao cầu cứu, Bách Lý Đao không nhịn được lại muốn dậm chân mà ra. Đừng tưởng rằng bản công tử dễ nói chuyện, không tin, ngươi có thể thử xem. Tam công tử thanh âm tiếp tục vang lên, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bách Lý Đao. Về phần Bách Lý Liệt chết, hắn hoàn toàn không đặt ở trong lòng, coi như làm phổ thông trò chơi một dạng. Bách Lý Đao nhe răng trợn mắt. Nắm đấm đều muốn bóp ra máu, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại hai mắt, nhìn xem Bách Lý Liệt bị hắc khí thôn phệ. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Bách Lý Liệt tiếng kêu thảm thiết, Lục Vô Song, Tần Sở cùng Thanh Mộc Tuyền ba người đứng ở hắc sắc vòng xoáy bên ngoài, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Bọn họ rất rõ ràng Bách Lý Liệt thực lực, có thể bây giờ lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, dù là bọn họ mấy người đi lên, cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đứng ở hắc sắc vũ khí thâm uyên bên trong, lạnh lùng nhìn Bách Lý Đao một cái, sau đó đi đến Bách Lý Liệt trước người, nói, sợ chết, cũng không cần lên đài mất mặt xấu hổ. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một chỉ điểm vào Bách Lý Liệt mi tâm, Bách Lý Liệt con ngươi hơi hơi co rụt lại, thân thể hướng về hậu phương ngã xuống, trên mặt đều là không cam lòng. Liệt nhi, Bách Lý Đao phẫn nộ gào thét, không chỉ là hắn.
hắn sau lưng còn xuất hiện mấy người, đám người lại cũng không lo được cái khác, xông vào giữa sân. Bách Lý Đào ôm lấy Bách Lý Liệt thân thể, hai mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh giống như tiểu trùng ngọ nguậy, hắn hung dữ nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Thua không nổi sao? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu căn bản không có bất luận cái gì e ngại, không nói hắn tự thân thực lực không cần e ngại cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn Thiên U vực có thể còn có không ít cường giả ở chỗ này. Thậm chí, Tam công tử mang đến người, cũng đồng dạng không phải đơn giản mặt hàng. Thiên Vũ vực đem bản công tử mà nói xem như gió bên tai sao. Tam công tử đột nhiên đứng dậy đến, hai tay ôm ngực, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm giữa sân, tất nhiên như thế, khóa này bách sát chiến trường, Thiên Vũ vực liền không cần tiến vào. Lời này vừa nói ra, Thiên Võ Thần Sơn không ít tu sĩ sắc mặt biến đổi, mà Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bọn họ lại là cười lạnh. Tam công tử chuộc tội, chúng ta lập tức thối lui. Lúc này, khán đài phía trên nhất đột nhiên mở miệng nói, Bách Lý Đao, còn không lui đi ra. Bách Lý Đao toàn thân khẽ run lên, hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cái, mang theo Bách Lý Liệt thi thể rời khỏi giữa sân. Người đã chết lại xông đi lên có cái gì sử dụng đây? Đám người bên trong Tiêu Phàm không khỏi hít khẩu khí. Bất quá hắn cũng từ cái kia Tam công tử trong lời nói nghe được một tầng khác ý tứ, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, chẳng lẽ Thiên Vũ vực tiến vào bách sát chiến trường, còn cần cái kia Tam công tử cho phép hay sao? Người đoán không sai, Thiên Vũ vực muốn tiến vào bách sát chiến trường, xác thực cần Huyền Nguyệt cổ vực cho phép. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là không biết khi nào Cổ Nhược Trần cùng Quân Nhược Hoan bọn họ đi tới, cho Tiêu Phàm truyền âm lại là Cổ Nhược Trần. Tại sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Bách sát đế lệnh, Cổ Nhược Trần hít sâu một cái phun ra mấy chữ, chỉ có nắm giữ bách sát đế lệnh địa vực, mới có thể tiến vào bách sát chiến trường, Thiên Vũ vực cùng Huyền Nguyệt đế vực đều không có bách sát đế lệnh, chỉ có thể đi theo Vạn La đế vực tiến vào bách sát chiến trường. Vạn La đế vực phân phát 10 khối khiến cho phía dưới mấy đại cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực liền là một trong số đó, bọn họ có tư cách nhường người nào đi vào. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên minh bạch rất nhiều sự tình, trầm giọng nói, cũng chính là tay, Huyền Nguyệt cổ vực người đến Thiên Vũ vực, là muốn thăm dò Thiên Vũ vực thực lực, đến lúc đó lại phân phối danh ngạch. Không sai biệt lắm ý tứ này, Cổ Nhược Trần gật gật đầu nói, hắn híp hai mắt nhìn xem giữa sân, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tiêu Phàm cau mày, trước đó hắn còn tưởng rằng Thiên Vũ vực thắng bại không có quan hệ gì với hắn, nhưng là hiện tại, hắn có thể không cho rằng hoàn toàn không có quan hệ. Nếu là Thiên Vũ vực phân phối danh ngạch quá ít, hắn chẳng phải là có khả năng vào không được bách sát chiến trường. Mà một khi vào không được bách sát chiến trường, hắn muốn lấy được pháp tắc toái phiến có thể liền muốn gian nan rất nhiều, đây không phải Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Tiêu huynh, ngươi không đi lên thử xem. Cổ Nhược Trần đột nhiên nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi lại tại sao không đi? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần thực lực hắn là tận mắt được chứng kiến. Liền Bách Lý Đao đều không phải đối thủ. Đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hẳn không phải là việc khó. Cổ Nhược Trần hít sâu một cái. Cuối cùng lắc lắc đầu nói. Ta tạm thời không thể đi. Không thể đi. Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới cái gì. Cổ Nhược Trần thân phận thế nhưng không đơn giản. Hắn nếu là đi lên, có khả năng bại lộ thân phận. Hiển nhiên, Cổ Nhược Trần hiện tại còn không nghĩ bại lộ bản thân thân phận, đây cũng là hắn một mực đợi ở đệ nhất thành, không có hồi âm thái cổ thần giới vạn bảo các nguyên nhân một trong. Công tử, cái kia Nguyệt Thiên Hạo rõ ràng là đang thiên vị Thiên U vực, cứ tiếp như thế, Thiên Vũ vực lấy được danh ngạch sợ là sẽ phải 10 phần hiếm hoi. Quân Nhược Hoan trong mắt chán phóng lãnh quang. Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan nói là cái kia Tam công tử, trong đầu hắn cũng nhớ kỹ ở cái tên này, hắn còn nhớ rõ, bản thân tu luyện Trích Tinh Thủ có vẻ như cũng là Nguyệt gia. Ngươi hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, để cho ta lên đi thôi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Quân Nhược Hoan bả vai, khẽ mỉm cười nói. Quân Nhược Hoan con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như bản thân bí mật bị người phát hiện một dạng. Thiên Võ Thần Sơn đệ nhất nhân, hẳn là ngươi Quân Nhược Hoan, mà không phải Lục Vô Song a. Tiêu Phàm cười cười nói, cho tới nay, Quân Nhược Hoan xuất thủ rất ít, nhưng Tiêu Phàm lại biết rõ hắn bất phàm. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái, điểm cuối cùng gật đầu nói, là, công tử.
Ba người giao lưu rất nhanh, làm bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy Nhất đã xuất hiện ở giữa sân, hít sâu một cái nhìn về phía Tam công tử Nguyệt Thiên Hạo nói, Tam công tử, Thiên Vũ vực cũng là nhân tộc một thành viên, há có thể không tiến nhập Bách Sát chiến trường. Hừ, phụ thân để cho ta bình phán Thiên Vũ vực cùng Thiên U vực thực lực, có thể hiện tại các ngươi biểu hiện quá khiến ta thất vọng. Nguyệt Thiên Hạo một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, căn bản không đem Nhất để ở trong mắt. Nhất không biết như thế nào mở miệng, trong lòng chỉ có thể tự nhiên không may, gặp gỡ người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gặp gỡ Thiên U vực đây. Thiên U vực cùng Thiên Vũ vực lúc đầu quan hệ liền không hề tốt đẹp gì, bây giờ có cơ hội nhào nặn Thiên Vũ vực tu sĩ, Hoàng Phủ gia tộc tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nguyên bản Thiên Vũ vực có 50 cái danh ngạch, nhưng là hiện tại, nhiều nhất cho các ngươi một nửa. Nguyệt Thiên Hạo tiếp tục nói. Tam công tử, xin nghĩ lại, Nhất sắc mặt biến hóa, khấu trừ một nửa danh ngạch, cũng liền tương đương với chụp ngoại trừ một nửa cơ duyên A. Danh ngạch càng nhiều, lấy được cơ duyên cơ hội liền càng lớn, đột phá thần vương cảnh khả năng thì càng nhiều. Nguyên bản Thiên Vũ vực liền hiếm có thể ở trong Bách Sát chiến trường đột phá thần vương cảnh, hiện tại khấu trừ đồng dạng danh ngạch, muốn đột phá thần vương cảnh liền càng ngày càng khó khăn. Mà không có thần vương cảnh tọa trấn Thiên Vũ vực, đoán chừng về sau cũng không có tất yếu tồn tại, dạng này đại giới, cũng không phải Thiên Vũ vực có thể tiếp nhận. Việc này không cần bàn lại, các ngươi nếu muốn đoạt lại 25 danh ngạch, vậy liền chiến thắng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu lại nói. Nguyệt Thiên Hạo thần sắc lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Vâng, Nhất chỉ có thể âm thầm gật đầu, hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Lục Vô Song trên người bọn họ. Quảng trường Trung ương, cái kia màu đen sương mù cũng đã chậm rãi biến mất, Lục Vô Song, Tần Sở cùng Thanh Mộc Tuyền ba người đề phòng nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, đề phòng lần nữa bị đánh lén. Lục Vô Song sắc mặt trắng nhợt, mà Tần Sở cùng Thanh Mộc Tuyền sắc mặt lại là có chút biến thành màu đen, hiển nhiên là trước đó lây dính hắc phụ chỗ đến. Ba người các ngươi, còn có bao nhiêu lực lượng đây? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sắc mặt nhe răng cười một tiếng, từng bước một hướng về Thanh Mộc Tuyền đi đến. Thanh Mộc Tuyền thân thể mềm mại khẽ run, quanh thân hiện lên từng đạo thanh sắc quang mang, đang cố gắng khu trừ thể nội khí độc, ở đâu là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đối thủ. Lục Vô Song, người trước ngăn lại hắn, ta và Thanh Mộc Tuyền tiên phong trừ thể nội độc tố. Tần Sở hét lớn một tiếng, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ngăn ta lại, trước đó hắn đều ngăn không được ta, bằng hắn hiện tại. Chưa kịp Lục Vô Song mở miệng, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu liền ngung cuồng cười to nói. Phù phù, vừa dứt lời, Lục Vô Song bỗng lo lắng quỳ xuống đất, há mồm thở dốc, sắc mặt đột nhiên cũng biến thành hắc sắc. Ngươi cũng trúng độc, Tần Sở kinh ngạc nhìn xem Lục Vô Song. Lục Vô Song, ngươi có thể kiên trì đến hiện tại, cũng đã không tệ. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cười lạnh một tiếng, giống như là con sói đói đánh giết mà ra, ba người đều là trúng độc rất nặng, lại làm sao có thể địch. Bành bành bành, Lục Vô Song, Tần Sở cùng Thanh Mộc Tuyền ba người cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cước đá bay, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Ba người giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra, sau đó trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất, trong miệng phun máu không ngừng. Một cước này, mặc dù không đủ để muốn ba người mệnh, nhưng là đủ để cho ba người cũng không còn bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, là tuyệt đối không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, nếu như những ngày qua mở ra Bách Sát chiến trường, bọn họ đoán chừng cũng không dám tùy tiện tiến vào, lấy bọn họ trạng thái tiến vào, trên căn bản là một con đường chết. Không thể không nói, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không chỉ có thực lực cường đại, hắn tâm kế cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Muốn hắn thật giết Lục Vô Song, Tần Sở cùng Thanh Mộc Tuyền, hắn vẫn là không có can đảm kia, dù sao vừa mới giết chết Bách Lý Liệt, hắn liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nếu như lại giết cái này ba người, cái kia tuyệt đối cũng đã xúc phạm Thiên Võ Thần Sơn ranh giới cuối cùng, Thiên Võ Thần Sơn là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Dù sao, Thiên Vũ vực muốn chiếm lấy cơ duyên đột phá thần vương cảnh, khả năng lớn nhất hay là Lục Vô Song bọn họ mấy người này. Hiện tại mặc dù không giết bọn hắn, nhưng là đả thương nặng bọn họ, kết quả cũng chênh lệch không lớn. Xem ở Thiên Võ Thần Sơn phân thượng, tha ba người các ngươi một mạng.
bất quá một nửa danh ngạch, ta Thiên U vực muốn. Hoàng phủ Hoàng Tiêu lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lục Vô Song ba người, mười phần bá khí nói ra. Lục Vô Song ba người nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, ba người vốn là Thiên Võ Thần Sơn số một số hai tuyệt thế thiên tài, nguyên bản coi là có thể cho Thiên Võ Thần Sơn làm vẻ vang. Có thể hiện tại, bốn người hợp lực vẫn như cũ không địch lại một người, thậm chí còn chết một cái, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ một mặt thất bại, bị người giết đến cửa nhà, nhưng lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, loại cảm giác này, không phải bình thường khó chịu. Thiên U vực vẻn vẹn ra hai người, liền quét ngang Thiên Vũ vực, cái này muốn nói ra, Thiên Vũ vực tu sĩ đoán chừng khó có thể ngẩng đầu làm người. Còn có người có ý kiến gì không? Hoàng phủ Hoàng Tiêu đắc ý cười, một người uy áp một vực, loại cảm giác này nhường hắn cảm giác mười phần thư sướng. Cái này muốn nói ra, đó cũng là vô cùng vinh dự. Bốn phía im ắng một mảnh, phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng là không ai vượt qua đi chịu chết, Bách Lý Liệt cái chết chính là tốt nhất chứng minh. Không có ý kiến mà nói, đợi nửa ngày, cũng không gặp một người đi lên, Hoàng phủ Hoàng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Trên mặt đều là người thắng tiếu dung. Ta có chút ý kiến, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đám người bên trong truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm. Ân, Hoàng phủ Hoàng Tiêu theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hắc y thanh niên gạt mở đoàn người đi ra, ngay sau đó trên người hắn sát ý lạnh như băng tản ra, tiểu tử, liền là ngươi Thương Văn Phong. Tiêu Phàm, đám người bên trong có tu sĩ nhìn thấy hắc y thanh niên, nháy mắt nhận ra hắn thân phận. Chính là Tiêu Phàm không thể nghi ngờ. Sớm biết rõ, ta hẳn là giết hắn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Nói thật, Tiêu Phàm trong lòng xác thực có chút hối hận, sớm biết rõ Hoàng Phủ Văn Phong bọn họ là tới nơi này giết người mà nói, Tiêu Phàm lúc trước nên trực tiếp giết hắn. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhíu mày, hắn từ Tiêu Phàm trên người cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng. Biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải đang nói láo. Đại ca, thay ta giết hắn. Hoàng phủ Văn Phong nhìn thấy Tiêu Phàm ra sân, kích động không kềm chế được, vội vàng quát lớn. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không phải Hoàng phủ Hoàng Tiêu đối thủ. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong tay ta không giết hạng người vô danh, xưng tên ra. Giết ngươi người, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc như thường, căn bản hiện không nổi bất luận cái gì gợn sóng, ở dưới đài hắn cũng đã nhìn thật lâu, đại khái hiểu rõ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thực lực. Người thực lực tới nói, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng liền cùng Lục Vô Song tương xứng, chỉ là hắn am hiểu dùng độc, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng khói độc đối với Tiêu Phàm tới nói, cũng không tính cái gì, có thí thần ở, đồng dạng độc cũng khó có thể làm gì được hắn. Giết ta! Hoàng phủ Hoàng Tiêu tựa như nghe được thiên đại cười nhạo đồng dạng, khinh thường nói, Lục Vô Song bọn họ đều cũng là nói như vậy, có thể cuối cùng biến thành nửa chết nửa sống, liền bằng ngươi một cái cũng muốn giết ta. Đủ rồi, Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc nói ra, bất quá, chuyện xấu nói trước, qua một lúc đừng đánh nữa nhỏ, lại tới lão, về phần thế hệ tuổi trẻ mà nói, tất cả lên cũng không sao cả. Thật lớn khẩu khí, giết ngươi, ta một người dư xài. Hoàng phủ Hoàng Tiêu phẫn nộ gào thét một tiếng, cầm kiếm xông thẳng Tiêu Phàm mà đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không những Hoàng phủ Hoàng Tiêu phẫn nộ, Thiên U vực tu sĩ cũng là giận không thể át, thật sự là Tiêu Phàm quá khoa trương, lại muốn một người đơn đấu bọn họ một vực. Người kia là ai, thật lớn lá gan, lúc này vậy mà còn dám đi lên chịu chết. Bất quá, ta Thiên Vũ vực liền là thiếu người như vậy a. Người đây đều không quen biết, hắn liền là đoạn thời gian trước liên tiếp bại ngũ đại chân truyền Tiêu Phàm A, chỉ là hắn vừa mới không phải đi cứu Tử Vân Phong sao, tại sao lại ở chỗ này? A, các ngươi nhìn, cái kia không phải Tử Vân Phong sao? Đoàn người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, rất nhiều người đều hiếu kỳ Tiêu Phàm thân phận, bất quá vẫn là có không ít người nhận ra được. Thật sự là Tiêu Phàm một người chiến bại ngũ đại chân truyền sự tình ảnh hưởng quá lớn. Hắn chân dung sớm đã bị người truyền ra. Lúc này, chân trời mấy đạo thân ảnh bay tới, mọi người một cái liền nhận ra người tới, chính là Tử Vân Phong cùng Tử Như Cuồng bọn họ,
nhìn thấy Tử Vân Phong khôi phục như thường, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, trước đó Tử Vân Phong thế nhưng là bị Thanh Mộc Khuê bọn họ kết luận hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, cái này khiến bọn họ như thế nào có thể bình tĩnh đây? Ra ra, ngươi nhìn Tiêu Phàm. Tử Vân Phong đi tới khán đài phía trên, khi nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu giao chiến cùng một chỗ, không khỏi nhíu mày. Yên tâm, ra ra quyết không cho phép hắn có sự tình. Tử Như Cuồng trầm giọng nói, ánh mắt nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chết, giữa sân, một tiếng quát như sấm truyền ra, lại là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bá đạo một kiếm lăng không chém xuống, kiếm khí bên trong ẩn ẩn có hắc vụ lượn lờ. Quá chậm, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một kiếm, sau đó ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lần nữa xuất hiện, lại là quỷ dị đến Hoàng Phủ Hoàng Tiêu phía sau. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sắc mặt biến đổi, hắn phản ứng cũng cực nhanh, kiếm trong tay đột nhiên phảng phất một chương kéo căng dây cung trường cung, mũi kiếm chỉ hướng sau lưng, một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng từ kiếm thể bên trong bắn ra. Đồng thời, hắn dính đầy hắc khí bàn tay hướng về sau lưng oanh sát mà ra, công bằng vô tư rơi vào Tiêu Phàm trên ngực. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thân thể đột nhiên tựa như đạn pháo một dạng bắn ra, có thể vừa mới rõ ràng là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một chưởng đánh vào Tiêu Phàm trên người a. Có mắt nhọn tu sĩ lại là phát hiện, Tiêu Phàm ngực phát ra nhàn nhạt quang mang, từng đạo thần văn lưu chuyển. Vẫn như cũ từng đoàn hắc khí đang lượn lờ. Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, đoàn hắc vụ kia liền xuất hiện ở hắn là lòng bàn tay, tùy ý bóp, đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên bạo tán mà ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, phía sau càng là có một đạo màu đỏ tươi vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới một kích, Tiêu Phàm không những một kiếm đánh trúng vào hắn, hơn nữa còn dùng thần văn đem hắn phản gảy ra ngoài. Giết ta, có vẻ như ngươi một người không đủ. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Có vẻ như ngươi một người không đủ. Tiêu Phàm mỉa mai lời nói quanh quẩn ở hư không, hắn nghiền ngẫm nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, tựa như không phải đang giao chiến, mà là ở nhàn nhã đi dạo. Đoàn người một mặt kinh ngạc, toàn bộ đều lộ ra vẻ không thể tin, cường hãn như Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Dĩ nhiên không phải hắn một kích địch. Phải biết, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thế nhưng là một người áp chế Thiên Võ Thần Sơn tứ đại thiên tài a, bậc này chiến lực, cỡ nào cường hãn. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm một kích liền bại hắn. Bọn họ không biết là, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sở dĩ không phải Tiêu Phàm đối thủ, thứ nhất là Tiêu Phàm xác thực cường đại, thứ hai thì là Tiêu Phàm không sợ hắn độc. Giết, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu gầm thét một tiếng, giống như một đầu man hoang cổ thú bạo khởi. Hắn hai mắt đỏ bừng, quanh thân cuồn cuộn lấy hắc sắc phụ khí, đó là một loại cực kỳ đáng sợ khí độc, liền hư không đều kém chút bị hủ thực. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu tốc độ rất nhanh, nhanh đến đoàn người đều bắt không đến, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người, cuồn cuộn khí độc bao phủ Tiêu Phàm, căn bản không chỗ có thể trốn. Nguy rồi, Tử Vân Phong đám người sắc mặt đại biến, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến Hoàng Phủ gia tộc độc sư đáng sợ. Hiện tại Tiêu Phàm hoàn toàn bị khí độc vây khốn, mười phần nguy hiểm. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ cũng khẩn trương đến cực điểm, vừa mới Tiêu Phàm một kích đẩy lui Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, nhưng bọn họ thấy được hy vọng, có thể hiện tại, Tiêu Phàm lại bị khí độc ăn mòn, muốn đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khả năng liền khó khăn. Cái kia cuồn cuộn khí độc bên trong, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một quyền đánh vào Tiêu Phàm trước người, giữ tợn cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng có thể thương tổn được ta. Liền thắng a, hiện tại ngươi có thể đi chết. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người vô số thần văn lưu chuyển, hình thành một đạo kết giới, hắn đem bảo hộ ở trung ương. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một quyền, căn bản không có rơi vào trên người hắn, mà là oanh ở trên thần văn kết giới. Tiêu Phàm những ngày qua lĩnh hội vô trần bí điển, cũng không phải trắng bận rộn, hắn hiện tại bây giờ dù sao cũng là cao giai thần điêu sư. Ở thần văn phương diện tạo nghệ, xưa đâu bằng nay. Mặc dù còn không cách nào mượn nhờ thần văn công kích, nhưng trong thời gian ngắn phòng ngự lại là dư xài. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm giác chung quanh một trận vặn vẹo, trong mắt tràn đầy kinh hãi, không có khả năng, Thiên Vũ vực làm sao có thần văn sư.
ngươi không biết còn nhiều nữa. Tiêu Phàm toàn lực thao túng thần văn kết giới, hắn cũng muốn thử xem thần văn kết giới lực phòng ngự như thế nào. Hừ, cho dù ngươi có thần văn kết giới hộ thể lại như thế nào, ta đây vạn độc công sát thuật, thế nhưng là vô khổng bất nhập, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Thân làm thiên u vực đỉnh cấp thiên tài, hắn đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, hắn không những cá thể thực lực cường hãn, còn là một tên cường đại độc sư. Hoàng Phủ gia tộc người nói nhảm đều nhiều như vậy sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít hắc sắc vòng xoáy. Hắc sắc vòng xoáy rảo sát lấy hư không, tỉ mỉ liệt phùng phù hiện, hướng về Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bao phủ mà đi. Một cỗ đại nguy cơ quanh quẩn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trong lòng, qua nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất cảm giác cự ly tử vong gần như vậy. Trong đầu hắn cái thứ nhất ý niệm chính là lui lại, có thể cái kia lít nha lít nhít hắc sắc vòng xoáy cũng không phải ăn chay, lúc trước liền Lục Kinh Long đều không cách nào đào thoát, hắn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu là mạnh, thế nhưng mạnh không đi nơi nào. Phốc phốc, từng đạo máu tươi từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người bắn ra, đáng sợ lực lượng nhường hắn cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, trên người cũng đã nhiều chỗ thấy được bạch cốt âm u. Tiêu Phàm vẫn như cũ đưa thân vào thần văn kết giới bên trong, mặc cho cái kia màu đen khí độc xâm nhập, ta tự thản nhiên bất động. Mặc dù mặt ngoài khinh thường Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, nhưng Tiêu Phàm trong lòng lại là cực kỳ cẩn thận, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thế nhưng là thiên u vực đỉnh cấp thiên tài, nói hắn không có chút nào bảo mệnh thủ đoạn, đánh chết hắn đều không tin. Chỉ là không tới vạn bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng không muốn bại lộ bản thân lực lượng mà thôi. Hỗn trướng, vạn độc chi uyên, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu phẫn nộ đến cực điểm, phồng lên lấy quanh thân thần lực, rốt cục mở ra hắc sắc vòng xoáy trói buộc. Ngay sau đó, một tiếng đưa tay vung lên, một đạo hắc sắc thâm uyên từ dưới chân hắn lan tràn, chung quanh hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, hắc sắc thâm uyên càng là phóng tới Tiêu Phàm mà đi. Ân. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, chỉ thấy cái kia hắc sắc thâm uyên dĩ nhiên không nhìn thẳng thần văn, đi tới hắn trước người. Từ khi trước đó bị Tử Vân Phong phá giải sau đó, cái này đã là thần thông ngự lần thứ hai bị thua thiệt. Đột phá cổ thần cảnh sau đó, đủ loại thần thông lực lượng kỳ lạ bất tận, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cái này thần thông thủ đoạn cũng cực kỳ cường đại, khó trách trước đó nhường Lục Vô Song bọn họ đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá! Tiêu Phàm có thể không chỉ có nắm giữ thần thông ngự, hai cánh tay hắn chấn động, ở hắn đỉnh đầu, bỗng nhiên hiện lên một cái vài trượng lớn nhỏ hỏa diễm vòng ánh sáng. Hỏa diễm vòng ánh sáng bên trong hiện lên hắc sắc, chung quanh lại là hiện lên kim sắc, tựa như nạm một đạo viền vàng một dạng. Mà ở hỏa diễm vòng ánh sáng trung ương nhất, lại là lơ lửng một tôn vương miện, phát ra đáng sợ uy thế. Vô tận động thiên, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng. Cuồn cuộn hỏa diễm chi lực từ vô tận động thiên bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, vừa mới tới gần Tiêu Phàm hắc sắc thâm uyên, đột nhiên đình chỉ tới gần. Vẻn vẹn trong nháy mắt không đến công phu, hắc sắc thâm uyên bên trong hắc sắc vũ khí bị bốc hơi không còn một mảnh, Tiêu Phàm thừa cơ tới gần, hắc sắc thâm uyên nhanh chóng tan rã. Làm sao sẽ, giờ khắc này, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thật chấn kinh, hắn cái này thần thông, thế nhưng là vô khổng bất nhập a, liền thần văn đều ngăn cản không nổi. Có thể hiện tại, lại bị Tiêu Phàm cho phá giải, nhưng hắn như thế nào không chấn kinh đây? Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có dự định cứ như vậy buông tha hắn, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng thêm gần, trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo màu xám kiếm khí nở rộ mà ra, hình thành một đạo hư vô liệt phùng phóng tới Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Bang, hư không một tiếng nổ vang, đó là kim loại va chạm thanh âm, thanh thúy êm tai, còn kèm theo từng tia hỏa tinh, loạn xạ hư không. A, Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng, nguyên bản coi chính mình một kiếm này cũng đã đủ để chém giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, có thể không nghĩ đến, lại bị Hoàng Phủ Hoàng Tiêu chặn lại. Ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trước ngực, đột nhiên xuất hiện một tôn hắc sắc tiểu đỉnh phát ra từng sợi hắc sắc vầng sáng, chung quanh hư không đều để vào tiếp nhận không được nó uy áp, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Pháp bảo, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Cũng chỉ có pháp bảo, mới có thể tùy tiện ngăn trở Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trảm kích. Trong lòng không khỏi thầm than, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không hổ là thiên u vực đỉnh cấp thiên tài, dĩ nhiên còn có bậc này bảo bối.
tính ngươi có chút kiến thức, đáng tiếc, muốn giết ta, liền bằng ngươi còn chưa đủ. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhe răng trợn mắt, trên mặt lóe qua một vòng đắc ý. Không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, hắn buông tay một chiêu, hắn trước người hắc sắc tiểu đỉnh bỗng biến lớn, mang theo một cỗ đáng sợ uy áp hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Định hư đỉnh, cho ta chấn vỡ hắn. Hoàng phủ Hoàng Tiêu hét lớn một tiếng, hư không ầm ầm ù tai, hắc sắc tiểu đỉnh bộc phát ra đáng sợ khí tức, liền hư không đều tiếp nhận không được, bắt đầu nhao nhao nổ tung. Một thoáng thời gian, hư không loạn lưu bắn ra bốn phía, đáng sợ đến cực điểm, hắc sắc tiểu đỉnh trực tiếp xông phá hắc sắc vòng xoáy trói buộc, hắc sắc vòng xoáy nhao nhao nổ tung. Thần thông ngự tuy mạnh, nhưng ở trước mặt pháp bảo, lại không ngoài như vậy. Pháp bảo, hàm chứa pháp tắc lực lượng, uy năng tự nhiên xa không phải thần thông lực lượng có thể so sánh, trừ phi một chút siêu cấp thần thông, nếu không căn bản không làm gì được tới này hắc sắc đỉnh. Xem ở cái này pháp bảo phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm lại là không hề sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra đắc ý tiếu dung. Cũng liền ở hắc sắc tiểu đỉnh tới gần Tiêu Phàm thời khắc, một chương bồn máu miệng lớn từ Tiêu Phàm sau lưng xuất hiện, một ngụm hướng về hắc sắc tiểu đỉnh nuốt đi. A-ô một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, theo lấy thanh âm biến mất, chấn áp hướng Tiêu Phàm hắc sắc tiểu đỉnh bỗng quỷ dị biến mất, bốn phía nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Hoàng phủ Hoàng Tiêu trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Hắn ỷ vào định hư đỉnh trấn áp Tiêu Phàm một màn cũng không có xuất hiện, ngược lại định hư đỉnh không thấy bóng dáng. Định hư đỉnh đây, Hoàng phủ Hoàng Tiêu thần sắc lấp lóe không yên, liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không có nhìn thấy định hư đỉnh bóng dáng. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung thời khắc, Hoàng phủ Hoàng Tiêu bỗng nhiên hiểu được. Giận dữ hét, hỗn trướng, đưa ta định hư đỉnh. Lập tức, hắn không muốn sống đồng dạng nhào về phía Tiêu Phàm, quanh thân hắc sắc độc khí giống như hãn hải tuôn ra. Định hư đỉnh, ngươi cũng không cần nghĩ. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Hoàng phủ Hoàng Tiêu, cười lạnh nói. Hắn không cùng Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhanh chóng lùi về phía sau, ngược lại nhanh chóng thúc dục thể nội thí thần, vừa mới nuốt vào định hư đỉnh tự nhiên liền là thí thần. Hiện tại hắn muốn làm. Liền là xóa đi định hư đỉnh bên trên linh hồn ấn ký. Tiêu Phàm phát hiện, định hư đỉnh bên trên không chỉ có Hoàng phủ Hoàng Tiêu linh hồn ấn ký, còn có một đạo cực kỳ cường hoành lực lượng, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này lực lượng hẳn là thiên u vực một vị thần vương cường giả thực hiện. Bất quá, cho dù là thần vương cường giả lưu lại linh hồn ấn ký, đối với thí thần tới nói, cũng không tính cái gì. Thí thần liền thần cách đều có thể thôn phệ, đồng thời nháy mắt luyện hóa. Lại càng không cần phải nói linh hồn ấn ký. Phốc, mấy hơi thở, Hoàng phủ Hoàng Tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói, người xóa đi định hư đỉnh bên trên linh hồn ấn ký. Linh hồn ấn ký bị xóa đi, hắn tự thân cũng nhận lấy phản phệ, trên mặt đều là kinh hãi, Tiêu Phàm vậy mà ở vài cái hô hấp thời gian bên trong đem hắn linh hồn ấn ký xóa đi không còn một mảnh. Nhưng mà... Sau một khắc nhường hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, trong tay đột nhiên xuất hiện một tôn hắc sắc tiểu đỉnh. Định hư đỉnh, cho ta chấn vỡ hắn. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, bắt chước trước đó Hoàng phủ Hoàng Tiêu lời nói, định hư đỉnh nhanh chóng biến lớn, hướng về Hoàng phủ Hoàng Tiêu nghiền ép mà đi. Không, không có khả năng. Hoàng phủ Hoàng Tiêu trên mặt lộ ra sợ hãi. Cũng khó trách hắn kinh hãi không thôi, phải biết. Định hư đỉnh bên trên cũng không chỉ lưu lại hắn linh hồn ấn ký A, hắn linh hồn ấn ký ngược lại là rất tốt xóa đi. Nhưng là, một đạo khác linh hồn lực lượng, cũng không phải cổ thần cảnh có thể xóa đi, bởi vì đó là thần vương cường giả lưu lại ấn ký. Tiêu Phàm thậm chí ngay cả thần vương cường giả ấn ký đều có thể xóa đi, hơn nữa, trong thời gian ngắn dĩ nhiên có thể điều khiển định hư đỉnh, cái này cũng không phải bình thường biến thái. Tiêu Phàm căn bản lười nhác để ý tới hắn, thao túng định hư đỉnh hung hăng rơi đập mà xuống, Hoàng phủ Hoàng Tiêu chỉ cảm giác thân thể tựa như bị một khỏa tinh thần đập trúng đồng dạng, toàn thân kém chút tan ra thành từng mảnh, không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt. Trong mắt hắn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng, hướng về hậu phương bay ngược mà ra, đồng thời, chung quanh hắc sắc vũ khí cũng chậm chậm biến mất. Đồng thời, Tiêu Phàm thu hồi định hư đỉnh, vô tận động thiên cũng đồng thời biến mất. Một mặt đạm mạc nhìn xem Hoàng phủ Hoàng Tiêu.
ngoại giới tu sĩ, một mặt mờ mịt nhìn xem quảng trường trung ương, nơi đó bị hắc sắc phụ khí bao phủ, dù là phong hầu cường giả cũng không dám tùy tiện dùng linh hồn chi lực dò xét. Hoàng phủ Hoàng Tiêu phát ra hắc sắc phụ khí, thế nhưng là đến độc chi vật, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ kết quả. Tiêu Phàm không có sự tình a, hắn có thể nhất định muốn thắng a, nếu là thua, ta Thiên Vũ vực khả năng liền thiếu đi 25 danh ngạch. Mặc dù ta cũng không muốn hắn thua, có thể xương độc này quá đáng sợ, đoán chừng phong hầu cường giả cũng tiếp nhận không được, hắn muốn chiến thắng Hoàng phủ Hoàng Tiêu quá khó khăn. Hắn kiên trì lâu như vậy, có lẽ còn có một tia hy vọng, a, các ngươi nhìn, cái kia màu đen khí độc biến mất. Đoàn người cũng không phải xem trọng Tiêu Phàm, dù là Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ cũng đồng dạng như thế, bọn họ thế nhưng là biết rõ cái kia màu đen khí độc đáng sợ. Thiên U vực tu sĩ lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, tựa như cũng đã thấy được Tiêu Phàm tử vong một màn. Tiêu Phàm, người ưa thích ra mặt, lần này, nhìn ngươi như thế nào sống. Đám người bên trong, Vũ Văn Hầu cười lạnh nhìn xem giữa sân hắc vụ, tựa như ước gì Tiêu Phàm chết ở bên trong. Vũ Văn Tiên con người băng lãnh, hắn mặc dù cũng hy vọng Tiêu Phàm chết, nhưng mặt ngoài vẫn là bảo trì lấy bình tĩnh. Công tử nhất định sẽ thắng. Ảnh Phong nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chặp giữa sân. Cũng vừa lúc đó, cái kia màu đen trong sương mù đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó hắc sắc khói độc bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà ra. Chốc lát sau đó, đoàn người lờ mờ thấy được một đạo hắc ảnh đứng ở cái kia, không nhúc nhích, bọn họ trong lòng cũng khẩn trương vô cùng. Lại qua mấy tức thời gian, bọn họ rốt cục thấy rõ đạo kia hắc ảnh là ai, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt. Tiêu Phàm, đám người bên trong có người kinh hô mà ra, trong giọng nói đều là vẻ không tin. Có thể sự thật liền là như thế, cái kia đứng đấy người chính là Tiêu Phàm, mà không phải Hoàng phủ Hoàng Tiêu. Khán đài phía trên, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy đến, bao quát cái kia Tam công tử Nguyệt Thiên Hạo, hắn thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa sân Tiêu Phàm, một cỗ lãnh ý bắn ra. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức, chậm rãi quay đầu nhìn về khán đài bên trên nhìn lại, cùng Nguyệt Thiên Hạo bốn mắt tương đối, không cho mảy may. Không có khả năng, đại ca không bị thua, sẽ không. Hoàng phủ Văn Phong sắc mặt đại biến. Đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư. Không chỉ hắn không tin, ở đây tất cả mọi người đều không tin, Hoàng phủ Hoàng Tiêu cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, Tiêu Phàm làm sao có thể đánh bại hắn đây? Có thể trên thực tế, Tiêu Phàm không chỉ đánh bại Hoàng phủ Hoàng Tiêu, hơn nữa còn là nhẹ nhõm nghiền ép hắn, thậm chí còn cướp được một kiện pháp bảo. Người gọi tên là gì? Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo đứng chắp tay. Cao cao tại thượng quan sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn rất khó chịu Nguyệt Thiên Hạo ánh mắt cùng ngữ khí, trực tiếp quay đầu, không thèm để ý hắn. Nguyệt Thiên Hạo lông mày nhíu lại, hắn còn là lần thứ nhất bị người khác như thế không nhìn, trong lòng giận dữ không thôi, bất quá hắn vẫn áp chế một cách cưỡng ép lấy phẫn nộ nói, người có thể nguyện ý làm bản công tử người hầu. Lời này vừa nói ra, không ít người lộ ra chấn động, nhất là Thiên U vực đám người. Bọn họ rất rõ ràng, có thể trở thành Nguyệt Thiên Hạo người hầu đại biểu cho cái gì. Chỉ cần Tiêu Phàm đáp ứng mà nói, về sau con đường tu luyện có thể nói là thông suốt a. Thiên Vũ vực tu sĩ lại là mừng rỡ không thôi, kể từ đó, Thiên Vũ vực chẳng phải là có thể lấy được càng nhiều tiến vào bách sát chiến trường danh ngạch. Người hầu, Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thiên Hạo, nhíu mày. Tiểu tử, ngươi còn thất thần làm cái gì? Có thể trở thành Tam công tử người hầu, là ngươi 10 đời tu luyện phúc phận. Nguyệt Thiên Hạo bên người một cái hắc bào lão giả cười nói, tựa như hận không thể Tiêu Phàm lập tức đáp ứng một dạng. Tiểu tử, ngươi kêu Tiêu Phàm đúng không, còn thất thần làm cái gì, chỉ cần ngươi trở thành Tam công tử người hầu, Thiên Vũ vực không những có thể lấy được 50 cái danh ngạch, hơn nữa chỉ cần Tam công tử cao hứng, hơn nữa còn có thể càng nhiều. Một cái khác nam tử trung niên cũng mở miệng nói. Đây chính là vô cùng vinh dự, đoán chừng tiểu tử này sướng đến phát rồ rồi. Cái kia hắc bào lão giả lại trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm thần sắc từ đầu đến cuối bất phi sở động, ánh mắt rơi vào Nguyệt Thiên Hạo trên người, chỉ thấy Nguyệt Thiên Hạo ngẩng cao lên đầu, một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một câu, làm ngươi người hầu.
ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Tiêu Phàm chính là đường đường Tu La Điện điện chủ, ngạo khí trùng thiên, lại làm sao có thể trở thành người khác người hầu. Đối với hắn tới nói, nhưng hắn làm người hầu, đơn giản liền là đối hắn vô cùng nhục nhã. Đừng nói Nguyệt Thiên Hạo chỉ là một cái cổ thần cảnh, cho dù hắn là thần vương cảnh lại như thế nào. Tiêu Phàm tự tin, tương lai hắn cũng đồng dạng sẽ bước vào cái kia lĩnh vực. Nguyệt Thiên Hạo tự cho là cao cao tại thượng, coi thường tất cả, có thể cái kia là tổ tiên được ấm mà thôi, dứt bỏ sau lưng của hắn Nguyệt gia, hắn lại tính thứ gì? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyệt Thiên Hạo trên mặt vẻ ngạo nhiên, nháy mắt biến thành băng lãnh sát khí. Toàn trường càng là một mảnh tĩnh mịch, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, Tiêu Phàm khả năng đáp ứng, cũng có khả năng uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Tiêu Phàm cũng dám khinh thường Nguyệt Thiên Hạo, nói hắn Nguyệt Thiên Hạo không chịu đựng nổi hắn Tiêu Phàm vì người hầu, đây chính là ở trần trụi gây hấn Nguyệt Thiên Hạo a, Nguyệt Thiên Hạo không giận mới là lạ chứ. Vũ Văn Tiên, Hoàng Phủ Văn Phong Tiêu Phàm địch nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm gây hấn Vũ Văn Tiên, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bọn họ thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết ở trong tay Nguyệt Thiên Hạo. Làm càn, Nguyệt Thiên Hạo còn không có mở miệng, bên cạnh hắn hắc bào lão giả cùng cái kia nam tử trung niên đồng thời quát lớn, Tiêu Phàm vũ nhục Nguyệt Thiên Hạo, không phải cũng là tương đương với đang vũ nhục bọn họ sao? Hai cỗ uy áp đồng thời mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Bán bộ thần vương, phong hầu cường giả, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn ẩn ẩn có chút ngăn cản không nổi cỗ kia uy áp, dưới chân hướng về hậu phương hoạt động đến mấy mét. Công tử, đám người bên trong quân Nhược Hoan đám người sắc mặt biến hóa, chuẩn bị hướng về giữa sân tới gần, Bạch Ma càng là dẫn đầu xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, còn người băng lãnh nhìn xem đối diện hai người, cỗ kia uy áp nháy mắt biến mất. Đều đừng tới đây. Tiêu Phàm âm thầm cho quân Nhược Hoan cùng Ảnh Phong bọn họ truyền âm nói. Việc này là hắn sự tình, hắn tạm thời còn không nghĩ liên lụy Ảnh Phong bọn họ, lần này đi tới Thiên Võ Thần Sơn, thế nhưng là ít có người biết rõ Tiêu Phàm cùng bọn họ ở giữa quan hệ. Huống hồ, có Bạch Ma ở, những người này muốn đối phó hắn, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như chính hắn một người, muốn rời đi Thiên Võ Thần Sơn, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là, Tiêu Phàm hiện tại muốn biết là Thiên Võ Thần Sơn là thái độ gì, là vẫn như cũ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bản thân bị người khi nhục, vẫn là cùng bản thân cùng nhau đối mặt đây. Cổ thần cảnh đỉnh phong thú sủng, Nguyệt Thiên Hạo hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Ma một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ánh sáng. Lúc này, Nguyệt Thiên Hạo bên người hắc bào lão giả vội vàng nói, Tam công tử, thuộc hạ liền đem nó chộp tới. Nguyệt Thiên Hạo trầm mặc không nói. Hiển nhiên là chấp nhận hắc bào lão giả ý tứ. Ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm đắc tội hắn, đừng nói bắt hắn một cái thú sủng, liền là giết hắn đều không quá đáng. Người cả nhà đều là thú sủng, Bạch Ma giận tím mặt, toàn thân lông tóc dựng ngược, cuồng bạo khí tức hướng về cái kia hắc bào lão giả làm tìm mà đi. Ngay sau đó, hắn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở hắc bào lão giả trước người, lăng lệ móng vuốt gần như xé ra hư không. Từ hắc bào lão hà ngực xẹt qua. Hắc bào lão giả con người co rụt lại, bỗng nhiên ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn xem bản thân ngực, lại là nhìn thấy bản thân nửa người dưới dĩ nhiên hướng về hư không rơi xuống mà xuống. Cậy ra lên mặt đồ vật, chết đi. Bạch Ma gầm thét một tiếng, không đợi hắc bào lão giả kịp phản ứng, một móng vuốt lần nữa vung xuống, trực tiếp giúp hắn cho xé thành mảnh vỡ. Tê đám người bên trong truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Phải biết, đây chính là huyền thiên cổ vực người A, lại bị Tiêu Phàm thú sủng giết đi. Lại nói bản đế là thú sủng, lão tử đòi mạng ngươi. Bạch Ma lạnh lùng nhìn xem cái kia một đám mưa máu, sau đó dày đặc khí lạnh trừng Nguyệt Thiên Hạo một cái. Nguyệt Thiên Hạo toàn thân run một cái, hắn tự hỏi đối mặt phong hầu cường giả cũng không có như thế sợ hãi qua, liền là khi nhìn thấy Bạch Ma ánh mắt thời khắc, thấy lạnh cả người lặng yên dâng lên. Làm càn. Ngươi lại dám giết ta huyền thiên cổ vực người, thiên vũ vực chẳng lẽ nghĩ phản sao? Hay là ngươi thiên võ thần sơn, nghĩ cùng ta nguyệt gia là địch? Cái kia nam tử trung niên tiến lên một bước, phẫn nộ trừng lớn Tiêu Phàm nói. Hắc bào lão giả cái chết, nhưng hắn cũng dọa cho phát sợ, nhưng hắn không thể không đứng ra, hơn nữa há miệng liền uy hiếp thiên vũ vực, bắt được Tiêu Phàm uy hiếp. Đoàn người sắc mặt âm trầm,
lại là không người dám mở miệng. Bạch ma trực tiếp diệt cái kia hắc bào lão giả, bọn họ trong lòng mặc dù cảm giác 10 phần thoải mái, nhưng chân chính nhường bọn họ cùng Huyền Nguyệt cổ vực là địch, ai cũng không dám. Tam công tử bớt giận, việc này cùng Thiên Võ Thần Sơn không quan hệ. Đều do cái này Tiêu Phàm, cho dù giết cho dù róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lúc này lại là nhìn thấy Nhất Lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó cung kính nhìn xem Nguyệt Thiên Hạo nói. Lời này vừa nói ra, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người, ảnh phong bọn họ toàn bộ đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Ai cũng không nghĩ đến, Nhất dĩ nhiên trước tiên bỏ qua một bên quan hệ, muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Tương phản, Tiêu Phàm thần sắc lại là bình tĩnh như thường, nhún nhún vai, chỉ Bạch Ma nói, là hắn giết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ách, đoàn người vô cùng ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên trực tiếp không thừa nhận. Người nào không biết nó là người thú sủng, nhất định là người sai xử. Nhất cười lạnh nói, cứng rắn là muốn đem trách nhiệm này trách tội đến Tiêu Phàm trên người. Ngu xuẩn, Tử Như Cuồng gầm thét một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn xem Nhất. Đoàn người cũng toàn bộ đều như nhìn phản đồ đồng dạng nhìn xem Nhất, Tiêu Phàm rũ sạch mình cùng Bạch Ma quan hệ, hắn ngược lại tốt, dĩ nhiên trực tiếp bại lộ Tiêu Phàm nội tình. Nói câu không tốt nghe, Tiêu Phàm hiện tại đại biểu cũng là Thiên Võ Thần Sơn A, thật vất vả vì Thiên Võ Thần Sơn ra khẩu khí, người lại đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Về sau gặp gỡ loại này sự tình, ai còn dám vì Thiên Võ Thần Sơn ra mặt. Giờ khắc này, Tiêu Phàm đứng ở thế nhưng là Thiên Vũ vực đại nghĩa bên trên, người Nhất hãm hại hắn, nghiễm nhiên cũng đã trở thành Thiên Vũ vực địch nhân. Hơn nữa, coi như người đem chịu tội toàn bộ đều đẩy lên Tiêu Phàm trên người, thật sự cho rằng Nguyệt Thiên Hạo sẽ bỏ qua Thiên Vũ vực sao? Nhất cũng phát hiện mình nói sai, thế nhưng là lời đã ra miệng, làm sao cũng không có khả năng không thu về được, chỉ có thể cứng rắn ra đầu nói, chẳng lẽ bản trưởng lão nói không đúng sao? Lão đồ vật! Người dám mắng lão tử, chết! Thoại âm rơi xuống, một đạo bạch quang cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn trước người, một đạo lăng lệ móng vuốt giận vung mà xuống, trực tiếp xé ra hắn ngực, mưa máu huy sái hư không. Ngươi, Nhất kinh khủng đến cực điểm, lại là nhìn thấy Bạch Ma hung dữ nhìn xem hắn, lần trước bị Bạch Ma trọng thương, hắn đối Bạch Ma đã có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vừa mới lão tử đã nói qua, ai dám mắng ta? Ta liền muốn người nào mệnh, người cho rằng lão tử lại đùa giỡn hay sao? Bạch ma giận dữ hét, móng vuốt trực tiếp móc tiến vào Nhất trong ngực. Ta không phải mắng ngươi. Ta, Nhất run rẩy mở miệng nói, không biết tại sao, hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không thể động đậy. Đột nhiên, Nhất bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa Tử Như Cuồng, hét lớn Tử Như Cuồng. Lão tử muốn giết người, ai cũng cứu không được. Bạch ma gầm thét một tiếng, móng vuốt phung lên, Nhất thân thể bỗng nhiên xé mở, hóa thành cuồn cuộn máu tươi quanh quẩn hư không. Làm càn, cũng liền ở lúc này, Tử Như Cuồng bỗng nhiên xông vào giữa sân, một trường hướng về Bạch ma nộ sát mà đi. Bạch ma vừa mới chuẩn bị phản kích, lúc này, bên tai lại truyền tới Tiêu Phàm thanh âm, Bạch ma, người trước rời đi Thiên Võ Thần Sơn. Bạch ma không hiểu nhìn Tiêu Phàm một cái. Nhanh chóng hướng về Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài bỏ chạy, chốc lát liền biến mất ở thiên địa cuối cùng. Đừng chạy, Tử Như Cuồng hét lớn một tiếng, cũng hóa thành một vệt sáng đuổi theo. Đoàn người nhìn thấy một màn này không biết vì sao, mà Tiêu Phàm khóe miệng lại là hiện lên một nụ cười, bất quá chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tử Như Cuồng, nhìn qua người thô kệch một cái, không nghĩ đến cũng là lão hồ ly a. Tiêu Phàm nhìn qua Tử Như Cuồng cùng Bạch Ma biến mất phương hướng, trong lòng hít sâu một cái nói. Trước đó nhìn thấy Nhất gọi Tử Như Cuồng danh tự, hắn còn tưởng rằng Nhất ở hướng Tử Như Cuồng cầu cứu đây. Nhưng hắn không nghĩ đến, sau một khắc liền nghe được Tử Như Cuồng truyền âm, nhưng Bạch Ma lập tức rời đi Thiên Võ Thần Sơn. Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được, Nhất không phải ở hướng Tử Như Cuồng cầu cứu, mà là phẫn nộ Tử Như Cuồng ở trên người hắn làm tay chân. Bạch ma thực lực là mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhường Nhất không thể động đậy, duy nhất giải thích chính là, Tử Như Cuồng âm thầm nhường Nhất không thể động đậy, hắn ở mượn đao giết người. Mặc dù có loại bị người hại cảm giác, nhưng Tiêu Phàm cũng không quan tâm, ở trong mắt hắn, Nhất sớm đã là một cái người chết. Huống hồ, cứ như vậy, còn có thể giúp hắn giải vây,
Tiêu Phàm cớ sao mà không làm đây? Tử Như Cuồng truy sát Bạch Ma mà đi, toàn trường vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch, bọn họ còn không có từ vừa mới chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Nhất thế nhưng là Thiên Võ Phong nhị trưởng lão A, lại bị người ngay trước Thiên Võ Thần Sơn vô số tu sĩ giết chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều có chút không tin. Chốc lát sau đó, đoàn người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nguyệt Thiên Hạo bọn họ cũng là một mặt mộng bức, cái kia thần thú giết bọn hắn người cũng liền bình thường, hiện tại thậm chí ngay cả Thiên Võ Thần Sơn người đều giết. Tiêu Phàm, người tự tìm cái chết. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ đám người bên trong truyền đến, lại là nhìn thấy suy yếu vô cùng Lục Vô Trần hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Lục Vô Trần. Lục Vô Trần cảm nhận được bốn phía tu sĩ bất thiện ánh mắt, vừa đến miệng mà nói trong lúc nhất thời không dám nói ra miệng. Nếu là thừa nhận cái kia thần thú là Tiêu Phàm thú sủng, Nguyệt Thiên Hạo khẳng định sẽ trách tội đến Thiên Võ Thần Sơn trên người, đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn khẳng định sẽ ít rất nhiều danh ngạch. Kể từ đó, hắn Lục Vô Trần có thể liền là Thiên Võ Thần Sơn tội nhân. Lục gia cố nhiên cường đại, nhưng cái khác tứ phong cũng không phải ăn chay, thật muốn liên hợp đối phó Lục gia về sau muốn triệt để trưởng khống Thiên Vũ vực, đó là càng thêm khó khăn. Không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất cái chết, chú định chết vô ích. Nghĩ tới cái này, Lục Vô Trần hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới bình phục một cái suy nghĩ, nắm đấm nắm chặt, trên người sát khí không thêm mảy may che giấu. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, thần sắc băng lãnh nhìn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cái, sau đó chuyển hướng Nguyệt Thiên Hạo nói, Tam công tử đúng không, ta hiện tại đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, có phải hay không hẳn là giảm bớt Thiên U vực một nửa danh ngạch đây? Đoàn người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm lúc này vậy mà còn dám vân về Nguyệt Thiên Hạo. Bất quá nghĩ đến Nguyệt Thiên Hạo trước đó lời nói, bọn họ cũng liền bình thường trở lại, lời này thế nhưng là Nguyệt Thiên Hạo chính mình nói, hắn tổng không thể thừa nhận bản thân là ở đánh giám a. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thua sao? Nguyệt Thiên Hạo thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu vừa mới đứng dậy đến, nghe được Nguyệt Thiên Hạo câu nói này, khóe miệng có chút co lại, hắn hiện tại cái bộ dáng này, không phải rõ ràng thua sao. Bất quá hắn cũng không phải đồ đần, nháy mắt hiểu Nguyệt Thiên Hạo ý tứ, chỉ có thể khẽ cắn môi, mặt lộ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta còn không có thua. Chẳng lẽ thật muốn giết ngươi, mới tính thắng sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng lại là băng lãnh đến cực điểm, hắn như thế nào không biết Nguyệt Thiên Hạo âm hiểm đây. Từ vừa mới bắt đầu, chiến đấu liền không chỉ phân thắng bại, cũng đồng dạng phân sinh tử, chỉ cần người chưa chết, cũng liền tương đương với không có bại. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thế nhưng là Thiên U vực đỉnh cấp thiên tài, bối cảnh thâm hậu, hắn Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng là cũng không chắc thật dám giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng là minh bạch ý tứ này. Cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kiên trì, hắn cũng là ở cược, cược Tiêu Phàm không dám giết hắn. Chỉ là nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhất là cảm nhận được Tiêu Phàm cái kia băng lãnh đen kịt ánh mắt, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trong lòng hơi hơi máy động, hắn ẩn ẩn cảm giác, Tiêu Phàm thật dám giết hắn. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không biết trả lời như thế nào, cũng liền ở lúc này, một đạo khác thanh âm vang lên. Đây là ngay từ đầu quyết định quy củ. Người nào cũng không thể vi phạm. Chỉ thấy Nguyệt Thiên Hạo một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn cũng đồng dạng ở đánh cược, cược Tiêu Phàm không dám giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Kỳ thật, hắn trong lòng lại là biệt khuất không thôi, bị một cái không nổi danh tiểu tử chất vấn, nhưng hắn lại không được tán thành Tiêu Phàm lời nói. Tất nhiên như thế, vậy ta liền chỉ có thể dựa theo Tam công tử quy củ đến. Tiêu Phàm mười phần nghiêm túc gật gật đầu, từng bước một hướng về Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đi đến. Đoàn người nhìn thấy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, chẳng lẽ cái này Tiêu Phàm thật dám giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Tiêu mỗ không nguyện ý giết người, có thể Tam công tử mà nói ngươi cũng nghe được, ngươi nếu không chết, ta chính là Thiên Vũ Thần Sơn tội nhân, muốn trách, thì ngươi trách Tam công tử a. Tiêu Phàm vừa đi vừa nói ra. Đoàn người nghe vậy. Ánh mắt hơi hơi sáng lên, Tiêu Phàm đây là đem giết chết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trách nhiệm toàn bộ đều chuyển hướng Nguyệt Thiên Hạo a. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm một kiếm chém ra,
một đạo kiếm khí hướng về Hoàng phủ Hoàng Tiêu gào thét mà đi. Phốc, một đạo máu tươi bắn ra, Hoàng phủ Hoàng Tiêu lồng ngực kém chút bị một kiếm chém ra, cả người lần nữa đập ầm ầm ở trên mặt đất. Đoàn người nhìn thấy, con người không khỏi thu rụt một cái, trong lòng rung động không thôi. Hắn thực có can đảm, Thiên U vực tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, trong lòng có chút phát lạnh. Trên đời này, có lẽ liền không có Tiêu Phàm không dám sự tình. Thiên U vực tu sĩ vị trí, Hoàng phủ Tinh Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng khẽ rên một tiếng. Hoàng phủ Tinh Vũ cùng Tiêu Phàm một dạng, đều là từ chiến hồn đại lục đi ra, nàng hiểu rất rõ Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm trong từ điển, có thể cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta. Hoàng phủ Hoàng Tiêu thật sợ hãi, lúc này, cái gì ngạo khí, cốt khí, đều bị hắn ném sang một bên, sống sót mới là trọng yếu nhất. Ta là không muốn giết ngươi, có thể Tam công tử muốn ngươi chết à? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Tam công tử, Hoàng phủ Hoàng Tiêu vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Thiên Hạo, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Nguyệt Thiên Hạo sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong lòng biệt khuất không thể lại biệt khuất, có thể lời đã ra miệng, hắn lại làm sao có thể thu trở về đây. Phốc, không đợi Nguyệt Thiên Hạo mở miệng, Tiêu Phàm lần nữa một kiếm chém ra, lần này, kiếm khí trực tiếp chặt đứt Hoàng phủ Hoàng Tiêu một cánh tay, đau Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhe răng trợn mắt. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, đoàn người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm quảng trường trung ương. Hoàng phủ Hoàng Tiêu, muốn trách, thì trách Tam công tử a, ngươi biết rõ, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi nhận thua là được rồi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một kiếm bỗng nhiên hướng về Hoàng phủ Hoàng Tiêu mi tâm đâm tới. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người tâm đều thoát lên tới cổ họng, Hoàng phủ Hoàng Tiêu mà chết, Thiên U vực không điên cuồng mới là lạ. Hoàng phủ Hoàng Tiêu mà chết, hắn phụ thân Thanh Hồng Thần Vương đoán chừng muốn phát điên. Thiên Vũ vực tu sĩ kinh hãi không thôi, nhìn chằm chặp giữa sân. Dừng tay, mắt thấy Tiêu Phàm một kiếm sắp đánh trúng Hoàng phủ Hoàng Tiêu thời khắc, Nguyệt Thiên Hạo rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn nam tử trung niên liền lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Oanh, cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Hoàng phủ Hoàng Tiêu mi tâm chán phóng một đạo thanh sắc quang mang, một đạo kiếm chỉ đụng ở trên Tu La kiếm, một cỗ uy áp kinh khủng cuốn tới. Tiêu Phàm không sợ hãi không hoảng hốt, tựa như sớm có chuẩn bị đồng dạng, thân thể nhanh chóng thối lui, xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Cái kia nam tử trung niên cũng bỗng nhiên ngừng thân hình, trừng lớn hai mắt nhìn xem Hoàng phủ Hoàng Tiêu trước người cái bóng mờ kia, ngưng tiếng nói Thanh Hồng Thần Vương. Thanh Hồng Thần Vương, nghe được nam tử trung niên mà nói, đoàn người mãnh kinh ngạc nhìn xem Hoàng phủ Hoàng Tiêu trước người cái bóng mờ kia. Bọn họ biết rõ. Đây là Hoàng phủ Hoàng Tiêu phụ thân, Thần Vương Hoàng phủ Thanh Hồng. Thần Vương pháp thân, Quân Nhược Hoan bọn họ sắc mặt biến hóa, đây chính là Thần Vương pháp thân a, Tiêu Phàm nếu là không có lần trước ẩn chứa Thần Vương một kích huyết sắc hạp tử, muốn chiến thắng hắn cơ hồ là không thể nào. Mặc dù Thanh Hồng Thần Vương chỉ là pháp thân, nhưng phát ra khí tức liền ép tới toàn trường tu sĩ có chút không thở nổi. Đoàn người sắc mặt cũng không tốt gì. Ai cũng không nghĩ đến lúc này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi muốn giết con ta? Hoàng phủ Thanh Hồng pháp thân mở miệng, băng lãnh khí tức tập trung vào Tiêu Phàm, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, cỗ kiệu uy thế đối với hắn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, vô tận chiến huyết sôi trào, trực tiếp đem cỗ kia khí thế đánh sơ xác. Lần trước chém giết Lục Vô Trần thời khắc, Lục Vô Trần mi tâm toát ra Lục Kinh Thiên pháp thân. Hoàng phủ Hoàng Tiêu thân làm Hoàng phủ gia tộc đỉnh cấp thiên tài, không có pháp thân mới là lạ chứ. Ba ba, hắn đoạt định hư đỉnh, giết hắn. Hoàng phủ Hoàng Tiêu nhìn thấy bản thân phụ thân pháp thân xuất hiện, tức khắc lá gan cũng lớn rất nhiều. Định hư đỉnh, Hoàng phủ Thanh Hồng lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Tiêu Phàm sát ý càng tăng lên trước đó. Định hư đỉnh, cái kia không phải Hoàng phủ gia tộc trấn tộc pháp bảo một trong a, bị Tiêu Phàm tranh đoạt. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ căn bản không biết Tiêu Phàm khi nào đoạt định hư đỉnh. Bất quá định hư đỉnh tên, ở đây tu sĩ đại bộ phận đều biết rõ, đây chính là một kiện cực kỳ nổi danh pháp bảo,
luyện chế đan dược có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cái gì định hư đỉnh? Tiêu Phàm nhíu mày, nói, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung, người ta lần đầu gặp mặt, hơn nữa vừa thấy mặt ngay ở chiến đấu, ta lúc nào có thể đoạt ngươi đồ vật. Hoàng Phủ Thanh Hồng nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu lộ ra vẻ lo lắng, nói, liền là ngươi, ngươi vừa mới đoạt định hư đỉnh. Thanh Hồng Thần Vương đúng không? Tiêu Phàm trực tiếp không để mắt đến Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, ngược lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Hồng nói, ta vừa mới xác thực là muốn giết ngươi nhi tử, nhưng là cũng không phải ta ý nguyện, Thiên U vực đến, nguyên bản cũng chỉ là muốn theo ta Thiên Vũ vực tu sĩ luận bàn mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Phàm cầm kiếm chỉ nơi Sa Nguyệt Thiên Hạo nói, có thể liền là hắn, không phải quyết định một cái, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử, cầu thí quy định, để cho ta không thể không giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Có đúng không? Hoàng Phủ Thanh Hồng lông mày vặn trở thành chữ xuyên, nhìn xem Thiên U vực tu sĩ nói. Cho dù như thế, hắn cũng không dám chất vấn Nguyệt Thiên Hạo, Nguyệt Thiên Hạo thân phận không phải hắn có thể đắc tội. Thiên U vực tu sĩ cúi đầu, hiển nhiên là chấp nhận Tiêu Phàm lời nói. Nghĩ đến Thanh Hồng Thần Vương cũng là người biết chuyện, ta nếu không giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, ta Thiên Vũ vực liền muốn tổn thất 25 tiến vào bách sát chiến trường danh ngạch. Xem như Thiên Vũ vực một phần tử, dù là đắc tội Thiên U vực, ta cũng nhất định phải dựa theo Tam công tử quy củ đến, nếu như đổi lại là ngươi, ta nghĩ cũng sẽ làm như vậy a. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói ra. Hoàng Phủ Thanh Hồng trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, huống hồ, nơi này thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn, hắn một cỗ pháp thân cũng không dám quá mức phách lối. Trầm mặc thật lâu, Hoàng Phủ Thanh Hồng lúc này mới lên tiếng nói, việc này đến đây thì thôi. Như thế nào? Cái này còn phải nhìn Tam công tử ý tứ. Tiêu Phàm một mặt không quan trọng bộ dáng, về phần cho Bách Lý Liệt báo thù, Tiêu Phàm thật đúng là không ý nghĩ này. Không nói hắn cùng với Bách Lý Liệt không có gì giao tình, cho đến bây giờ, Bách Lý gia tộc người cũng mỗi một cái đứng ra thay hắn nói chuyện, bọn họ bản thân cũng không đáng kể, Tiêu Phàm lại dựa vào cái gì đi đắc tội một cái thần vương, cho Bách Lý Liệt báo thù đây. Huống hồ, Tiêu Phàm trước đó có thể còn đắc tội Bách Lý Đao đoán chừng cũng ước gì hắn Tiêu Phàm chết đây. Nguyệt Thiên Hạo thần sắc lấp lóe không yên, trong tay áo nắm đấm nắm chặt, hận không thể lập tức bóp chết Tiêu Phàm một cái này run rế. Hắn mạc danh kỳ diệu chết một cái phong hầu cường giả không nói, hiện tại bản thân vậy mà còn bị hắn bước đến dạng này cấp độ, hắn mặc dù không sợ đắc tội Hoàng Phủ Thanh Hồng, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội. Bởi vì hắn muốn lấy được Hoàng Phủ Thanh Hồng duy trì. Thừa nhận Tiêu Phàm thắng A, Thiên Vũ vực liền muốn nhiều 25 danh ngạch, hơn nữa cũng chứng minh hắn nói chuyện giống như đánh giấm. Không thừa nhận A, chẳng phải là muốn đẩy Hoàng Phủ Hoàng Tiêu vào chỗ chết. Dù sao, vừa mới nếu như không phải Hoàng Phủ Thanh Hồng pháp thân xuất hiện, Tiêu Phàm coi như thật giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Lần này hai vực luận bàn, đến đây coi như thôi. Nguyệt Thiên Hạo hất lên áo bào, lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, thần sắc phẫn nộ đến cực điểm. Tiêu Phàm sư huynh vô địch, Tiêu sư huynh uy vũ, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ tức khắc nhảy cẫng hoan hô lên, 25 danh ngạch a, mỗi người còn có thể mang 10 người đi vào, cũng liền tương đối Thiên Địa Vũ Thần Sơn có thể nhiều 275 người tiến vào bách sát chiến trường. Tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm tranh đoạt trở về, bọn họ tự nhiên cảm kích Tiêu Phàm. Lục Vô Trần cùng Vũ Văn Tiên đám người sắc mặt không phải đẹp mắt, bọn họ hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cùng Bạch Ma quan hệ run đi ra. Có thể giờ phút này bọn họ toàn bộ đều không dám đứng ra, đắc tội Tiêu Phàm không tính cái gì, nhưng nếu là chọc mọi người giận, về sau muốn ở Thiên Vũ vực lăn lộn tiếp, khả năng liền khó khăn. Vậy liền đa tạ Tam công tử, Tiêu Phàm mỉm cười, hắn thật đúng là sợ Nguyệt Thiên Hạo chết không thừa nhận. Đến lúc đó muốn để hắn cùng với Hoàng Phủ Thanh Hồng Thần Vương pháp thân giao thủ, cái này cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. Lấy hắn hiện tại thực lực, đi đắc tội một cái thần vương, thế nhưng là cực kỳ không sáng suốt sự tình. Hoàng Tiêu huynh, có nhiều đắc tội, Tiêu Phàm chắp tay một cái, 10 phần ngay thẳng nói ra. Ba ba, định hư đỉnh, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Hồng, chỉ là lời còn chưa dứt. Liền bị Hoàng Phủ Thanh Hồng một cái ánh mắt ngăn lại. Không nghĩ đến Thiên Vũ vực dĩ nhiên ra ngươi dạng này thanh niên tài tuấn,
ngược lại là thiên vũ vực phúc khí. Hoàng Phủ Thanh Hồng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, ý vị thâm trường nói. Đa tạ tiền bối tán dương, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Hoàng Phủ Thanh Hồng nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo quang vũ xuất vào Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thể nội, ngay sau đó bên trong, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tiêu Phàm nhìn thấy, lại là thở dài một hơi, chuyện hôm nay xem như tạm thời biến nguy thành an. Mặc dù đắc tội Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cùng Nguyệt Thiên Hạo, nhưng lại chiếm được pháp bảo Định Hư Đỉnh, cùng Thiên Võ Thần Sơn vô số tu sĩ hảo cảm. Tiêu Phàm, việc này chúng ta không xong. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thương thế khôi phục sau đó, lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm một cái, sát khí ngút trời. Có gì chỉ giáo, Tiêu Phàm không sợ hãi, cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nói, người hiện tại còn có người phụ thân thần vương pháp thân hộ thể sao? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nghe vậy không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, Tiêu Phàm đáng sợ hắn thế nhưng là xâm nhập lòng người, liền Nguyệt Thiên Hạo người đều dám giết, hắn còn có sự tình gì không dám làm đây? Ta Huyền Nguyệt Cổ Vực người chết ở Thiên Võ Thần Sơn, việc này ta Huyền Nguyệt Cổ Vực tất nhiên sẽ tra mọi chuyện rõ ràng. Nguyệt Thiên Hạo thần sắc băng lãnh đến cực điểm, rét lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường. Vậy liền chúc Tam công tử sớm ngày đuổi tới hung phạm. Tiêu Phàm thần sắc như thường. Hừ, chúng ta đi, Nguyệt Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, một đạo bạch sắc lưu quang bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà tới. Tiêu Phàm đưa tay kéo một cái, lại là một chuôi cả người hiện lên bạch sắc tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay, nhìn lướt qua, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Cái này bạch sắc tiểu kiếm, dĩ nhiên cùng bách sát đế lệnh 10 phần tương tự, chỉ là chất liệu xa xa không bằng mà thôi. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo cũng đã mang theo hắn thuộc hạ cùng Thiên U vực người rời đi. Đoạn đường này, các ngươi sợ là không dễ đi lắm. Tiêu Phàm trong mắt chán phóng lãnh quang, trong lòng sát khí nặng nề nói. Quảng trường bên trên một mảnh yên lặng, thẳng đến Nguyệt Thiên Hạo đám người hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đoàn người cái này mới lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm nắm chặt trong tay bạch ngọc đoản kiếm, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Người đâu, cũng liền ở lúc này, chân trời một đạo thân ảnh vang lên, lại là truy sát bạch ma tử như cuồng chạy tới, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Chờ ngươi đến, món ăn cũng đã lạnh, Tiêu Phàm xem thường nhìn tử như cuồng một cái, sau đó đem cái kia bạch ngọc đoản kiếm ném cho tử như cuồng. Vật này thế nhưng là khoai lang bỏng tay, Tiêu Phàm cũng không dám cầm ở trong tay, nhất là nhìn thấy bốn phía những cái kia tham lam ánh mắt, Tiêu Phàm toàn thân không được tự nhiên. Tử như cuồng đến, Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự đem vật này giao ra ngoài, hắn dù sao cũng là nhất mạch chi chủ, những người này khẳng định không dám đối phó hắn. Bách sát kiếm lệnh, tử như cuồng ra vẻ kinh ngạc nhìn xem trong tay bạch ngọc đoản kiếm. Nơi này sự tình ngươi xử lý. Ta trước trở về. Tiêu Phàm nơi nào không biết, tử như cuồng căn bản liền không có chân chính đuổi theo bạch ma, mà là một mực trốn ở trong bóng tối quan sát. Lưu lại một câu, Tiêu Phàm liền hướng lấy tử vũ phong bay đi. Không lớn không nhỏ ra hỏa, tử như cuồng hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, bất quá trong lòng lại là vui nở hoa, âm thầm trầm ngâm nói, lưu ngược lại là rất nhanh. Bách sát kiếm lệnh rơi ở trong tay hắn. Có thể liền tương đối với hắn bắt được quyền nói chuyện, muốn tiến vào bách sát chiến trường, còn không phải hắn định đoạt. Nói câu không tốt nghe, coi như lục gia, giờ phút này cũng phải nhìn hắn sắc mặt, cái này khiến hắn như thế nào không vui đây. Nhưng Tiêu Phàm gia nhập tử vũ phong, cái này không thể nghi ngờ là hắn làm thông minh nhất quyết định. Hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ rời đi, là sợ lục gia truy cứu hắn, dù sao, bạch ma thế nhưng là giết nhất. Ở đây không ít người đều biết rõ, bạch ma là Tiêu Phàm thú sủng. Cho dù giết chết nhất không phải Tiêu Phàm ý tứ, nhưng là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tiêu Phàm cũng là bởi vì như thế, không dám ở Thiên Võ Phong lưu lại mảy may, dù sao, nơi đó thế nhưng là lục gia sân nhà. Trở lại Tử Vũ Phong, Tiêu Phàm bố trí một phen, trong bàn tay, một gốc tiểu thụ bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, tự nhiên liền là Liễu Chu Hồn. Không sai thần linh chi khí, Liễu Chu Hồn tán thán nói. Ta có chút việc muốn rời đi, người trước ở đây bên trong hấp thu thần linh chi khí, trước tiên đem trạng thái đi đến đỉnh phong, ta lại tu phục ngươi thần cách,
lúc nào đột phá thần vương cảnh, liền nhìn ngươi tạo hóa. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Rời đi, ngươi muốn đi đâu? Liễu Chu Hồn nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói, mặc dù nó một mực đợi ở hơi khai thông không gian trong thần điêu, nhưng vừa mới ngoại giới phát sinh sự tình nó cũng nhất thanh nhị sở. Ngươi nói làm cái gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt hiện lên băng lãnh thiếu dung, ngươi nhớ kỹ cho ta không trở về trước đó, người nào cũng không thể bước vào cái này tiểu viện. Yên tâm đi, tất cả quấn ở trên người ta. Liễu Chu Hồn bảo đảm nói, ngươi bản thân cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại lấy ra mấy cái vật bỏ vào gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, mà chính hắn, lại đổi lại một bộ hắc bào, lặng yên không một tiếng động rời đi tiểu viện. Lúc này, đã là màn đêm giáng lâm, Tiêu Phàm giống như đêm tối u linh đồng dạng, trốn vào trong hư không, không có chút nào tung tích mà theo. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài, một đạo bạch ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới. Chính là trước đó chạy ra Thiên Võ Thần Sơn Bạch Ma. Ngươi đã đến, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói. Hừ, đừng trách bản đế không nhắc nhở ngươi, lần sau lại để cho bản đế chịu oan ức, đừng trách bản đế không khách khí. Bạch Ma ngữ khí băng lãnh, hắn trong lòng 10 phần khó chịu. Năm đầu long hồn, Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn nói nhảm, đưa tay, một cái hộp ngọc trực tiếp ném cho Bạch Ma. Bạch Ma một ngụm trực tiếp đem hộp ngọc nuốt xuống, nhếch miệng cười nói, lần sau nếu là còn có loại sự tình này, có thể tiếp tục tìm ta, ta liền ưa thích chịu oan ức. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, lập tức thần sắc nghiêm lại nói, một phiếu này nếu là làm xong, cho dù ngươi không thể đột phá thần vương cảnh, nhưng là khẳng định sẽ có đột phá. Bạch Ma nghe vậy, con người ánh sáng lập lòe, nói cái kia Nguyệt Thiên Hạo dù sao cũng là cổ vực dòng chính đệ tử, trên người bảo bối hẳn là không ít. Trước đó bị ta giết chết cái kia lão đầu còn có cái kia nhất, bọn họ trong càn khôn giới thì có không ít đồ tốt. Bọn họ ta cũng không cần, bất quá tiếp xuống, đối với ngươi vô dụng đồ vật, ngươi phải cho ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Yên tâm, ngoại trừ nhường bản đế khôi phục thực lực đồ vật, những vật khác bản đế há lại sẽ để vào mắt. Bạch Ma một mặt ngạo kiều nói. Dẫn đường đi, Tiêu Phàm gật gật đầu. Biến ảo một trận dung mạo. Yên tâm, bọn họ chạy không thoát. Bạch Ma nhe răng cười một tiếng, mang theo Tiêu Phàm cực tốc hướng về chân trời lao đi. Giờ phút này, cự ly Thiên Võ Thần Sơn hơn vạn dặm bên ngoài một tòa sơn cốc bên trong, tọa lạc một tòa to lớn thần chu. Một cái trong khoang thuyền, đang ngồi hai đạo thân ảnh, hai người không phải kẻ khác, chính là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cùng Hoàng Phủ Văn Phong. Đại ca, chúng ta thật cứ đi như thế. Hoàng Phủ Văn Phong 10 phần không cam lòng nói, lần này đến Thiên Võ Thần Sơn, bọn họ lặp lại nhiều lần ở Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thần sắc lạnh như băng nói, người yên tâm, Tam Công Tử cũng sẽ không tính như vậy. Có thể hiện tại chúng ta không phải cũng đã rời đi Thiên Võ Thần Sơn sao? Hoàng Phủ Văn Phong 10 phần không hiểu. Thần Chu hiện tại không phải dừng lại sao? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhe răng cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang, nói, nếu như ta suy đoán không nhiều, Tam Công Tử người cũng đã chui vào Tử Vũ Phong. Ngươi là nói, Hoàng Phủ Văn Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, bỗng nhiên hiểu cái gì, lập tức cười nói, Tam Công Tử bên người có thể đều là cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có mấy cái bán bộ thần vương cảnh phong hầu mạnh, ta liền không tin đánh lén đều giết không chết tiểu tử kia. Việc này người ta xem như không biết là được rồi, ngồi đợi tin tức là được, người trước trở về đem thương thế dưỡng tốt. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhắc nhở nói. Tốt, Hoàng Phủ Văn Phong gật gật đầu, đứng dậy liền rời đi khoang thuyền. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên mặt tiếu dung bỗng nhiên biến băng lạnh, trong lòng cười lạnh nói, tốt một cái Nguyệt Thiên Hạo, dĩ nhiên dùng tính mạng của ta đến nói đùa, hiện tại lại dám đánh ta Thiên U Vực định hư đỉnh chủ ý, thật sự cho rằng ta Thiên U Vực là ăn chay à. May mà ta đã để Hoàng Phủ Huyên trở về. Một cái khác trong khoang thuyền, Nguyệt Thiên Hạo ngồi xếp bằng, lúc này đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến, Nguyệt Thiên Hạo mở ra hai mắt, thản nhiên nói. Bái kiến công tử, một đạo thân ảnh đi tiến đến, hướng về phía Nguyệt Thiên Hạo cung kính một xá nói, nam tử không phải kẻ khác, chính là trước đó thủ hộ ở bên người Nguyệt Thiên Hạo cái kia trung niên nam tử. Nguyệt Tuyền,
sự tình làm được như thế nào? Nguyệt Thiên Hạo lạnh giọng nói, trong con ngươi lóe qua một vòng vẻ băng lãnh. Công tử yên tâm, thuộc hạ xuất động 6 cái cổ thần đỉnh phong, trong đó còn có một cái bán bộ thần vương, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ mang về định hư đỉnh cho công tử. Nam tử trung niên Nguyệt Tuyền trịnh trọng nói. Nguyệt Thiên Hạo hài lòng cười một tiếng, nói, mặc dù nhường thiên vũ vực nhiều chiếm được 25 danh ngạch, nhưng cùng định hư đỉnh so sánh, lại tính được cái gì đâu. Công tử anh minh, Nguyệt Tuyền vỗ một câu mông ngựa. Hoàng phủ Hoàng Tiêu bọn họ đâu? Nguyệt Thiên Hạo lại hỏi. Bọn họ chính đang trong khoang thuyền tu luyện, coi như bọn họ biết rõ công tử kế hoạch, cũng khẳng định không dám cùng công tử là địch. Nguyệt Tuyền trầm giọng nói, lượng bọn họ cũng không dám. Nguyệt Thiên Hạo mở chừng hai mắt, sát ý lạnh như băng nở rộ mà ra. Hoàng phủ Văn Phong rời đi Hoàng phủ Hoàng Tiêu khoang thuyền, trở lại chỗ mình ở, biết rõ Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng phủ Hoàng Tiêu kế hoạch sau đó, hắn tâm tình tốt đẹp. Tiêu Phàm, lần này ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Hoàng phủ Văn Phong nhe răng cười nói, lấy ra một bình rượu ngon, liền cho mình rót một chén, trực tiếp một ngụm buồn bực dưới. Thùng thùng, lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, thanh âm hơi có vẻ gấp rút. Không phải nói không cho các ngươi đi vào sao? Hoàng phủ Văn Phong giận tím mặt, lạnh lùng vừa quát nói. Khởi bẩm nhị thiếu, đại thiếu có việc xin ngài đi qua. Cửa ra vào một đạo thanh âm đáp lại nói. Đại ca, Hoàng phủ Văn Phong nhíu mày, chính hắn mới vừa từ hắn đại ca Hoàng phủ Hoàng Tiêu cái kia trở về, làm sao hiện tại lại gọi hắn đi qua đây? Chẳng lẽ là giết Tiêu Phàm người cũng đã trở về? Nghĩ tới cái này, Hoàng phủ Văn Phong bỗng nhiên đứng dậy đến, trên mặt hiện lên vẻ kích động, không chút do dự hướng về cửa ra vào đi đến, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Mở ra cửa phòng, lại là nhìn thấy cửa ra vào cung kính đứng đấy một cái hắc y nhân, cúi đầu nhìn không rõ khuôn mặt, tại hắn bên cạnh, còn đi theo một đầu hắc sắc tiểu cẩu. Tiểu cẩu, Hoàng phủ Văn Phong nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày, bất quá cũng không có quá mức đặt ở trong lòng. Ta bản thân đi đại ca vậy là được rồi, người đi xuống đi. Hoàng phủ Văn Phong khoát khoát tay, liền cất bước mà ra, trực tiếp đem phía sau lưng bại lộ ở trước mặt hắc y nhân. Là, nhị thiếu, hắc y nhân gật gật đầu, sau đó chậm rãi nâng lên đầu, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Phốc phốc, vừa mới đi ra ngoài một bước Hoàng phủ Văn Phong, đột nhiên ngừng thân hình, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, tại hắn lồng ngực. Lại là toát ra một chuôi huyết sắc trường kiếm. Không có suy nghĩ nhiều, Hoàng phủ Văn Phong ngẩng đầu liền hướng lấy sau lưng đánh tới, đồng thời muốn lớn tiếng cầu cứu. Nhưng mà, nhường hắn tuyệt vọng là, hắn căn bản điều động không được bất luận cái gì thần lực, một kiếm kia, trực tiếp đâm rách hắn thần lực hải. Đồng thời, một cái bàn tay che hắn miệng, liền nâng hắn hướng gian phòng bên trong đi đến, đầu kia tiểu hắc cẩu cũng tựa như tia chớp xuyên tiến vào. Tiến vào trong phòng, cái kia hắc y nhân nhẹ nhàng ở Hoàng phủ Văn Phong trên người một chút, Hoàng phủ Văn Phong liền tựa như nhụt chí bóng ra đồng dạng, cũng không còn bất luận cái gì khí lực, ngã trên mặt đất. Ngươi, các ngươi là ai? Hoàng phủ Văn Phong sợ hãi nhìn xem cái kia một người một chó. Hoàng phủ nhị thiếu, vừa mới gặp mặt, liền không quen biết ta. Hắc y nhân nhe răng cười một tiếng, thân hình một trận biến hóa. Tức khắc lộ ra một trương nhường Hoàng phủ Văn Phong tuyệt vọng khuôn mặt. Tiêu Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng phủ Văn Phong sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng phủ Hoàng Tiêu bọn họ đều phái người đi tập sát Tiêu Phàm, có thể hiện tại Tiêu Phàm dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, thì tính sao giết chết hắn đây? Làm sao, ngươi có vẻ như thật bất ngờ ta đến nơi này. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng phủ Văn Phong nói. Không. Không có, Hoàng phủ Văn Phong nói chuyện đều có chút không lưu loát, mặc cho ngực máu tươi không ngừng chảy xuống. Có đúng không, Tiêu Phàm hiển nhiên không tin Hoàng phủ Văn Phong, nhếch miệng cười nói, nhìn đến, ngươi là có việc gạt ta à, nhị thiếu, ta người này rất không thích không người thành thật. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm lại đâm vào Hoàng phủ Văn Phong thể nội, đau Hoàng phủ Văn Phong nhe răng trợn mắt, trực tiếp lớn tiếng kêu đi ra. Kêu to lên. Coi như người gọi nát họng, cái này trong phòng thanh âm cũng truyền không đi ra. Tiêu Phàm cười lạnh nói, không ngừng giãy giụa trong tay trường kiếm.
ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hoàng Phủ Văn Phong đau toàn thân co quắp, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Nói đi, có cái gì sự tình gạt ta? Tiêu Phàm nhìn mặt mà nói chuyện năng lực thế nhưng là 10 phần không sai, Hoàng Phủ Văn Phong lại có thể lừa qua hắn đây. Ta cho ngươi biết, ngươi cam đoan thả ta. Hoàng Phủ Văn Phong nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức nói, thanh âm đều suy yếu vô cùng. Tốt, ta cam đoan thả ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ngươi vẫn như cũ không thể thiếu một phen tra tấn. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Phủ Văn Phong. Hoàng Phủ Văn Phong thần sắc lấp lóe không yên, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đem trước đó hắn cùng với Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nói chuyện nói cho Tiêu Phàm. Tốt một cái Nguyệt Thiên Hạo, ta liền nói hắn vì cái gì đi thống khoái như vậy, nguyên lai còn có một chiêu này, lần này tới, nhìn đến ta là tới đúng rồi. Tiêu Phàm băng lãnh cười nói. Tiêu Phàm, người đã nói, người sẽ thả ta. Hoàng Phủ Văn Phong sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong lòng lại bổ sung một câu, chỉ cần ta ly khai gian phòng này, liền là ngươi tử kỳ. Tự nhiên, ta Tiêu Phàm nói chuyện qua, tự nhiên giữ lời. Tiêu Phàm gật đầu cười nói, sau đó làm một cái mời thủ thế. Hoàng Phủ Văn Phong nhìn thấy, gian nan đứng dậy đến, hắn một khắc đều không muốn lưu ở nơi này, quay người liền hướng về cửa ra vào đi đến. Phốc phốc, chỉ là, hắn vừa mới đi ra một bước, một đạo sắc bén móng vuốt liền gào thét mà xuống, trực tiếp xé ra Hoàng Phủ Văn Phong cổ. Ngươi, Hoàng Phủ Văn Phong quay người, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng, một bên bạch ma nói, hắn nói bỏ qua ngươi, nhưng ta không nói bỏ qua ngươi. Hoàng Phủ Văn Phong tuyệt vọng ngã vào trong vũng máu, hắn không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở nơi này. Hoàng Phủ Văn Phong nhìn đến không phải Hoàng Phủ Thanh Hồng thân nhi tử A, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đều có thần vương pháp thân hộ thể, hắn lại không có. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Thần vương pháp thân ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể ngưng tụ sao? Đây chính là phải tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Bạch ma lại là trắng Tiêu Phàm một cái, tức giận nói. Được rồi, ta vô chi. Tiêu Phàm cười cười, lập tức thần sắc lạnh lẽo nói. Nguyên bản ta chỉ muốn ăn cướp bọn họ một phen, có thể bọn họ ngược lại tốt, dĩ nhiên muốn ám sát ta. Tất nhiên như thế, vậy liền một cái đô không muốn buông tha. Muốn đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại, vẫn có điểm độ khó. Bạch ma lắc lắc đầu, ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm thân hình biến hóa, lại biến thành một chương khác gương mặt, nói cái này thần chu khoang thuyền, cùng sở hữu hai tầng, tầng này giao cho ta, phía trên một tầng giao cho ngươi. Ta không có vấn đề. Bạch ma nhe răng cười nói, lập tức đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Tiêu Phàm buông tay một chiêu, cầm qua Hoàng Phủ Văn Phong càn khôn giới, lập tức một đoàn hỏa diễm từ hắn giữa ngón tay nở rộ, chốc lát sau đó Hoàng Phủ Văn Phong thi thể liền bị thiêu đến không còn một mảnh. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm lại đem trong phòng tất cả khí tức cùng tung tích xóa đi, lúc này mới quay người rời đi. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Tiêu Phàm hóa thân đêm tối u linh, bắt đầu thu gặt lấy một đầu một cái mạng. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bọn họ tất nhiên nghĩ đưa hắn Tiêu Phàm vào chỗ chết, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không buông tha bọn họ, căn bản không có lưu tình chút nào chỗ trống. Thần Chu Thượng Nhân, người nào cũng không biết, bọn họ người, từng đầu tính mệnh bị im ắng thu hoạch, cái này nhất định là một cái đổ máu đêm. Trời cũng sắp sáng, tốc chiến tốc thắng A, Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Hắn cũng đã chiếm được mấy chục mai càn khôn giới, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nếu là chính diện giao phong, Tiêu Phàm tự nhiên không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ, có thể luận ám sát, Tiêu Phàm diệt sát những người này, căn bản không cần phí bao nhiêu công phu. Thùng thùng, Tiêu Phàm lại đi tới một căn phòng bên ngoài, gõ gõ cửa phòng, ngay sau đó, bên trong đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm, người nào? Hoàng Phủ Tinh Vũ. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên chỗ, hắn không nghĩ đến, gian phòng kia ở lại là Hoàng Phủ Tinh Vũ. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là không có dự định giết nàng, Hoàng Phủ Tinh Vũ cùng hắn dù sao cũng là từ một cái địa phương đi ra. Ai vậy? Hoàng Phủ Tinh Vũ mở ra cửa phòng, lại là không nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng, nghi hoặc thời khắc, lại đóng lại cửa phòng. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện.
ngưng tiếng nói, giết nhiều người như vậy, còn không bằng giết một cái hoàng phủ hoàng tiêu. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Thiên Võ Thần Sơn, Tử Vũ Phong. Dưới núi lần lượt từng bóng người lấp lóe, nhanh chóng tụ tập ở số một tiểu viện bên ngoài, hết thảy có 6 người, mỗi người trong con ngươi đều chán phóng lạnh lẽo quang mang. Liền là nơi này, trong đó cầm đầu một cái hắc y nhân mở miệng, thần sắc lạnh lùng nói, mọi người cần phải nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Là, mặt khác 5 người gật gật đầu. Xuất thủ, cầm đầu hắc y nhân thoại âm rơi xuống, 6 người đồng thời chán phóng đáng sợ khí tức. Bỗng nhiên hướng về số một tiểu viện nghiền ép mà đi. Oanh, một tiếng nổ vang, số một tiểu viện hộ viện đại trận bỗng nhiên nổ tung, lục đại cổ thần cảnh đỉnh phong xuất thủ, cường đại uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Tam thiếu để cho chúng ta 6 người xuất thủ đối một cái cổ thần cảnh trung kỳ, cái này cũng quá đánh giá cao hắn a. Trong đó một cái hắc y nhân cười cười, trong mắt đều là miệt thị ý. Bớt nói nhiều lời, cầm đầu hắc y nhân hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu xông vào gian phòng bên trong, 5 người khác sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu viện 4 phía, đề phòng Tiêu Phàm chạy trốn. Trong hô hấp, cầm đầu hắc y nhân liền xông vào tiểu viện bên trong, chớp mắt liền đi tới cửa ra vào vị trí. Ong ong cũng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, số một tiểu viện đột nhiên từng đạo lưu quang đổ xuống mà ra, phát ra hừng hực quang mang, ngay sau đó. Từng đầu giống như thần binh kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhánh cây từ trong phòng bắn ra, xông thẳng 6 người mà đi. Nhánh cây đến quá nhanh, trong chớp mắt liền đem 6 người bao phủ ở bên trong, một cỗ hủy diệt tính khí tức tập trung vào 6 người. Không tốt, có mai phục, lui, cầm đầu hắc y nhân phản ứng cực nhanh, dưới chân đạp mạnh, liền hướng về hậu phương thối lui. Đáng tiếc, hắn quá xem thường liễu chu hồn thực lực. Đầy trời cành liễu từ tứ phía bát phương gào thét mà tới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cành liễu xuyên thủng thân thể, máu tươi bắn tung tóe. Mặt khác 5 người cũng không tốt gì, vừa mới tới gần tiểu viện, liền bị cành liễu đâm thủng. Liễu chu hồn dù sao cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong, lúc trước không có linh hồn trở về cơ thể, liền nắm giữ cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, người bình thường căn bản khó có thể tới gần mảy may. Bây giờ linh hồn trở về cơ thể, thực lực thẳng bức bán bộ thần vương cảnh, hơn nữa còn là am hiểu quần chiến cái kia một loại, há lại những người này có thể địch. Mấu chốt nhất là, liễu chu hồn xuất kỳ bất ý, trực tiếp làm ra làm ít công to hiệu quả, trong đó có người hai người ngăn cản không được mà tính, bỗng nhiên bị vô số cảnh liễu xuyên thủng trở thành cái sàng, liền linh hồn đều không kịp trốn ra được. Mặt khác 3 người cũng không tốt gì, toàn thân máu me đầm đìa, dốc hết toàn lực muốn đột xuất vòng vây. Có thể liễu chu hồn lại làm sao có thể nhường bọn họ thành công đây? Chuyện gì xảy ra? To lớn tiếng vang kinh động đến 4 phía tu sĩ, Tử Vũ Phong tu sĩ nhao nhao đi ra tiểu viện, ngẩng đầu nhìn về phía số 1 tiểu viện vị trí. Có người ám sát Tiêu sư huynh, nhanh, thông chi phong chủ cùng các vị trưởng lão. Đám người nhìn thấy số 1 tiểu viện bị người vây công, nhao nhao kêu to lên, Tiêu Phàm vì Thiên Võ Thần Sơn tranh đoạt đến tiến vào bách sát chiến trường danh ngạch. Bọn họ đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng kính nể lên. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm bị đánh lén, bọn họ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hướng về Tử Vũ Phong đỉnh phóng đi, bất quá cũng vừa lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ đỉnh núi vọt xuống, cầm đầu một người chính là Tử Như Cuồng. Tử Như Cuồng bọn họ nghe được tiếng oanh minh, trước tiên chạy đến tới. Dám phạm ta Tử Vũ Phong, tìm chết sao? Tử Như Cuồng gầm thét một tiếng, một bàn tay liền hướng lấy số một tiểu viện giận đập mà đi, đáng sợ khí tức từ trên người hắn nở rộ mà ra. Tử Vũ Phong chân núi, còn có mấy đạo thân ảnh đang ẩn núp ở trong sơn lâm, nhìn thấy Tử Như Cuồng đánh tới, mấy người sắc mặt biến đổi, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ, đột nhiên, cầm đầu hắc y nhân lại kêu lên, hắc y nhân không phải kẻ khác, chính là Hoàng Phủ Huyên. Những người này... Hiển nhiên là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu phái tới cướp đoạt Định Hư Đỉnh, chỉ là bọn họ không nghĩ đến là, Nguyệt Thiên Hạo người còn không có giết chết Tiêu Phàm liền bị phát hiện. Những người khác mấy người không biết vì sao, Hoàng Phủ Huyên lại nói, đại thiếu để cho chúng ta đến, coi như không thể ngăn giết bọn hắn, cũng phải đem kết quả nói cho hắn, chúng ta nơi này an toàn, bọn họ không phát hiện được. Không sai, Tam công tử người đã bị phát hiện, trốn không thoát mà nói, khẳng định sẽ phản sát Tiêu Phàm.
chúng ta chí ít cũng phải biết rõ định hư đỉnh chỗ. Một người khác gật đầu nói. Mấy người gật gật đầu, ánh mắt lần nữa hướng về Tử Vũ Phong đỉnh nhìn lại. Sườn núi phía trên, Tử Như Cuồng bá đạo công kích giận oanh mà xuống, muốn một bàn tay đem số một tiểu viện đánh thành thịt nát. Tử tiền bối, ngăn bọn hắn lại cho ta, đừng để bọn họ chạy là được. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ tiểu viện đạp không mà lên, hướng về không trung Tử Như Cuồng nói. Tiêu Phàm, Tử Như Cuồng khẽ nhíu mày một cái đầu. Lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Phàm dưới chân Chu Hồn Thần Liễu một cái, điểm cuối cùng gật đầu. Hắn hiển nhiên không nghĩ đến, gốc này quái thụ, lại là Tiêu Phàm, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là gốc này quái thụ ở đánh lén Tiêu Phàm đây. Nếu như Hoàng Phủ Văn Phong còn sống, nhìn thấy nơi này một màn khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm không phải đi nơi nào tập sát bọn họ a, làm sao còn ở bên trong. Nhìn thấy Tử Như Cuồng thu tay lại, cái kia Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, nếu là hủy số một tiểu viện, trong này tất cả cũng liền bại lộ đi ra. Liễu Chu Hồn, toàn bộ làm thịt, Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân Liễu Chu Hồn nói. Yên tâm, một cái đều chạy không thoát, Liễu Chu Hồn mười phần bá khí nói, hắn còn chờ lấy Tiêu Phàm cứu mạng đây, tự nhiên sẽ không làm trái Tiêu Phàm mệnh lệnh. Một thoáng thời gian, hắn tất cả cảnh hóa thành từng tầng lồng giam, đem còn lại bốn người vây ở trung ương, có ba người rốt cục tiếp nhận không được cành liễu sát phạt chi lực, cuối cùng bị cành liễu xé thành bột phấn, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ở hư không. Một màn này phát sinh quá nhanh, bốn phía tu sĩ nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Ba người kia có thể đều là cổ thần cảnh đỉnh phong a, dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền bị giết chết. Cho dù Tử Như Cuồng trong mắt cũng lóe qua nồng đậm vẻ ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có bậc này thủ đoạn. Coi như bọn họ không đến, đoán chừng những người này cũng không đả thương được Tiêu Phàm tính mệnh, hắn cũng rốt cục biết rõ, tại sao Tiêu Phàm như thế bá đạo cùng không chút kiêng kỵ. Trước có bạch ma, sau có quái thụ, trừ phi thần vương cường giả, nếu không người bình thường thật đúng là khó có thể làm bị thương hắn tính mệnh. A một tiếng thê lương kêu thảm tiếng đem đám người suy nghĩ kéo trở về, lại là nhìn thấy may mắn còn sống sót một cái hắc y nhân cũng bị Liễu Chu Hồn vô số cảnh liễu khóa chặt. Trên người máu tươi bắn tung tóe, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm. Cứ tiếp như thế, hắn kết cục cũng đã chú định, cho dù toàn lực ứng phó, cũng chống đỡ không được bao lâu. Tiểu tử, ta là Huyền Nguyệt cổ vực người, người dám giết ta. Hắc y nhân sợ hãi hét lớn, bây giờ cũng chỉ có hắn thân phận có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Huyền Nguyệt cổ vực người, bốn phía tu sĩ mãnh kinh ngạc nhìn xem cái kia hắc y nhân. Rất nhiều người bỗng nhiên hiểu được, ban ngày Tiêu Phàm đắc tội Nguyệt Thiên Hạo không cam lòng rời đi, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị tìm người đến ám giết Tiêu Phàm a. Mọi người hít sâu một cái, bọn họ muốn biết, Tiêu Phàm xử lý như thế nào cái này hắc y nhân. Nếu như giết Huyền Nguyệt cổ vực người, Nguyệt Thiên Hạo nhất định là sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, thậm chí Huyền Nguyệt cổ vực đều có khả năng tìm Tiêu Phàm phiền phức. Hừ, Huyền Nguyệt cổ vực cỡ nào cao cao tại thượng, há lại sẽ làm bậc này trộm gà bắt chó sự tình. Ngươi dám giả mạo Huyền Nguyệt cổ vực người, bại hoại Huyền Nguyệt cổ vực danh dự, nên giết. Tiêu Phàm khinh thường phun ra một câu. Đoàn người nghe được lời này, toàn thể ngạc nhiên, không ít người càng là khóe miệng có chút co lại, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ nói lời như vậy. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đầy trời cành liễu nháy mắt xuyên thủng cái kia hắc y nhân thân thể. Ngươi, hắc y nhân phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm. Không chờ hắn mở miệng, trực tiếp bị Liễu Chu Hồn xé thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, trong hư không chỉ có nhàn nhạt huyết tinh chi khí đang tràn ngập. Bất quá, Tử Vũ Phong tu sĩ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng không có sợ hãi, ngược lại một mặt sùng bái. Phải biết, đây chính là Huyền Nguyệt cổ vực người a, dĩ nhiên thật bị Tiêu Phàm giết chết, bọn họ có thể không tin, chân như Tiêu Phàm nói, những người kia chỉ là giả mạo mà thôi. Mọi người thực sự không cách nào tưởng tượng, trên đời này còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám làm đây. Tử Vân Phong, La Thập Tam, Lạc Vấn Hàn cùng Tuyệt Ngân mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu là đổi lại là bọn họ, đó là khẳng định không dám xuất thủ. Khá lắm, liền Huyền Nguyệt cổ vực người đều dám giết. Tử Sam trợn to hai mắt, nhỏ giọng lầm bầm nói, hắn phát hiện, hắn hay là khinh thường Tiêu Phàm. Mẹ,
tiểu tử này rất ác độc a, về sau tuyệt đối không nên cùng hắn là địch. Tử Như Cuồng cũng không nhịn được sổ một câu nói tục, bất quá trong mắt đều là nồng đậm vẻ hân thường. Coi như giết, Huyền Nguyệt cổ vực cũng không thể làm gì được hắn, Tiêu Phàm nói không sai, những người kia là giả mạo Huyền Nguyệt cổ vực người, chân chính Huyền Nguyệt cổ vực há lại sẽ làm bậc này trộm gà bắt chó sự tình. Đại trưởng lão lắc lắc đầu cười nói, nhưng ngôn ngữ bên trong lại là đều là vẻ tán thán. Là chúng ta già, Tử Như Cuồng nhẹ nhàng thở dài nói. Một đám trưởng lão nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến rồi lại biến, bọn họ trong lòng thầm than, tiểu tử này, có hay không còn có thể mang cho mình càng nhiều kinh hỉ đây. Các vị, tại hạ bị thương nhẹ, trước chữa thương lại nói. Tiêu Phàm hướng về phía bốn phía chắp tay nói. Tiêu sư huynh xin cứ tự nhiên, đoàn người vội vàng thi lễ nói. Bất quá đám người trong lòng lại có chút nghi hoặc, Tiêu Phàm rõ ràng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hoàn toàn không có thụ thương a, vì sao muốn nói bản thân bị thương đây? Cũng không phải Tiêu Phàm thật bị thương, mà là hắn cỗ này thân thể cũng không phải Tiêu Phàm bản nhân, mà là Tiêu Phàm điêu khắc thần điêu, thời gian dài bại lộ trước mặt người khác, có thể sẽ bại lộ hắn thân phận. Tại hắn bản thể trở về phía trước, Tiêu Phàm cũng không muốn nhường người khác biết rõ hắn bản thể rời đi sự tình, đây cũng là Tiêu Phàm đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nguyên bản hắn chỉ là sợ bị Tử Vũ Phong người phát hiện, có thể không nghĩ đến, Nguyệt Thiên Hạo dĩ nhiên phái người tới giết hắn, ngược lại là cũng phát huy được tác dụng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm chân núi một cái, liền lách mình liền bước vào trong phòng, lần nữa khởi động hộ viện đại trận. Tử Vũ Phong chân núi, Hoàng Phủ gia tộc Hắc Y Nhân cũng cảm nhận được Tiêu Phàm rất có gây hấn ánh mắt, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Bị phát hiện, đi mau, mấy người kêu sợ hãi một tiếng. Liền nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, rốt cuộc không dám làm bất luận cái gì dừng lại. Nguyệt Thiên Hạo người đều bị Tiêu Phàm không lưu tình chút nào chém giết, nếu là Tiêu Phàm muốn đối phó bọn họ đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Hoàng Phủ gia tộc người liền không thấy bóng dáng. Nhìn đến, ta Thiên Võ Thần Sơn cũng thành muốn tới, muốn đi thì đi địa phương. Sườn núi phía trên, Tử Như Cuồng híp hai mắt. Sát quang lấp lóe. Phong chủ, cái kia Tiêu Phàm rõ ràng biết rõ có người ẩn núp ở trong bóng tối, tại sao thả bọn họ đi đây? Tử Sam nhíu mày. Không chỉ Tử Sam không hiểu, cái khác trưởng lão cũng nghi hoặc không thôi, cái này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Cổ thần cảnh đỉnh phong nếu là một lòng muốn chạy trốn, ai có thể ngăn được? Tử Như Cuồng lắc lắc đầu nói, thật sâu nhìn về phía số một tiểu viện một cái. Vừa mới chu hồn thần liễu phát ra uy thế, liền hắn đều cảm giác kinh hãi không thôi. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác số một tiểu viện cất giấu bí mật gì, chỉ là Tiêu Phàm không muốn để cho bọn họ biết rõ mà thôi. Tất cả giải tán đi, Tử Như Cuồng cuối cùng khoát khoát tay, liền biến mất ở nguyên chỗ. Các vị trưởng lão và Tử Vũ Phong tu sĩ cũng nhao nhao rời đi, bất quá tối nay sự tình, tất cả mọi người đều rõ ràng ghi vào linh hồn chỗ sâu. Cả một đời cũng không thể quên được. Đây chính là lục đại cổ thần cảnh đỉnh phong A, trong đó còn có một cái bán bộ thần vương phong hầu cường giả, nhưng mà lại hoàn toàn bị lưu ở nơi này, không một người sống. Tiêu Phàm tên, cũng triệt để vang vọng Thiên Võ Thần Sơn, cùng tuổi một đời tu sĩ trong mắt chỉ có kính sợ. Mà trong phòng, giờ phút này lại có lấy hai đạo thân ảnh, nếu để cho kẻ khác nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm. Tại sao nhường bọn họ rời đi? Trong phòng, Liễu Chu Hồn thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai quanh quẩn. Ta lưu lại một bộ linh hồn phân thân cùng một bộ thần điêu, chính là vì đối mặt loại này tràng diện. Trong đó một cái Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, nói cũng không phải không để lại bọn họ, mà là muốn lưu lại bọn họ, rất có thể bại lộ ta bản thân. Bây giờ bản thể ở cái kia đại khai sát giới, ta ở chỗ này, dĩ nhiên là một bản thân lưu một cái chưa bao giờ rời đi giả tượng. Cho dù ta đem Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ gia tộc người giết hết tất cả, cũng trách không đến trên người của ta. Người nghĩ không sai, so với ta lâu dài. Liễu Chu Hồn cảnh xuyên loạn không thôi, lại nói trời đã nhanh sáng rồi, người bên kia như thế nào? Cũng sắp, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sắc bén ánh sáng. Tiêu Phàm bản tôn vị trí, hắn rời đi Hoàng Phủ tinh vũ cửa phòng bên ngoài, liền biến thành một chương khác khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm thiếu dung, trực tiếp hướng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khoang thuyền đi ra.
giết biết bao nhiêu người, Tiêu Phàm tự nhiên cũng đã biết rõ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu ở nơi nào, chỉ là hắn chuẩn bị đem Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thả cuối cùng lại giết mà thôi. Thùng thùng, Tiêu Phàm đi tới hành lang chỗ sâu nhất một gian phòng bên ngoài, khe khẽ gõ một cái môn. Người nào, trong phòng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm nháy mắt xác nhận trong phòng người thân phận, chính là Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Là ta, Tiêu Phàm đè thấp lấy cuống họng, bắt chước Hoàng Phủ Văn Phong thanh âm nói. Nhị đệ, người bản thân tiến đến, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu ngữ khí hơi hòa hoãn một chút, bất quá vẫn như cũ có chút khó chịu. Tiêu Phàm không nghĩ đến Hoàng Phủ Hoàng Tiêu như thế chú ý cẩn thận, dĩ nhiên không có tự mình tiến tới mở cửa, mà là nhường chính hắn đi vào. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm chuẩn bị đẩy ra cửa phòng, nhưng mà một sát na này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác một cỗ đại nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Tiêu Phàm để tay lên ngực tự hỏi, hôm nay sự tình đều xử lý rất cẩn thận a, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hẳn là không biết Hoàng Phủ Văn Phong cùng Hoàng Phủ gia tộc người bị giết mới đúng. Bất quá, cẩn thận được vãn niên thuyền, Tiêu Phàm thân hình nhoáng một cái, một đạo linh hồn phân thân bỗng nhiên xuất hiện, chính hắn đã từ từ rời khỏi nguyên địa. Nhiều năm linh giác, nhưng Tiêu Phàm manh động thoái ý, cái này trong phòng, tuyệt đối có nhường hắn chí mạng đồ vật. Két, Tiêu Phàm linh hồn phân thân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, ngay sau đó một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức bỗng nhiên xuất hiện, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, một vòng hàn quang bỗng nhiên xuyên thủng Tiêu Phàm thân thể. Đem hắn đinh đang đối mặt hành lang phía trên. Ngươi, Tiêu Phàm linh hồn phân thân kinh ngạc nhìn xem phía trước, lại là nhìn thấy Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cùng mấy người đi tới, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Nhị đệ, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đi đến Tiêu Phàm phụ cận, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm gương mặt kia, không sai, hắn hiện tại biến hóa chính là Hoàng Phủ Văn Phong khuôn mặt. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, ngươi vì sao muốn giết ta? Tiêu Phàm ra vẻ hoảng sợ nói. Hắn trong lòng lại là một trận may mắn bản thân có dự kiến trước, bản tôn đã sớm vụng trộm chạy trốn. Trang ngược lại là rất giống. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, trong tay nắm lấy một khối phá toái ngọc phiến, lạnh giọng nói, đáng tiếc, từ lúc nửa chén trà nhỏ thời gian phía trước, Văn Phong mệnh bài liền bể nát. Mệnh bài, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, cái này mệnh bài phía trên có thể ghi chép người sống một sợi mệnh cách chi khí. Người mà chết, mệnh bài liền sẽ phá toái. Hắn không nghĩ đến, bản thân cuối cùng vẫn là tính sai một bước, đánh giá thấp Hoàng Phủ Hoàng Tiêu năng lực. Nói, là ai phái ngươi tới, nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sát khí bừng bừng nói. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thực chất hóa sát khí cắt chém Tiêu Phàm thân thể, nhưng mà, Tiêu Phàm lại không những không giận mà còn cười, âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không nói, một khi ta tra ra ngươi thân phận, liền diệt ngươi cửu tộc. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm không mở miệng, tức khắc bắt đầu uy hiếp. Diệt ta cửu tộc, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khịt mũi coi thường nói, ngươi diệt ta cửu tộc, ta Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ diệt ngươi một vực. Bích Lạc Hoàng Tuyền, nghe được mấy chữ này, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mấy người không cái nào không biến sắc, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Biết rõ mấy chữ này người, ai cũng biết rõ nó đáng sợ, cho dù là thần vương cường giả, cũng không nguyện ý đi trêu chọc Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đây chính là cực kỳ cổ lão thế lực, mặc dù bình thường không lộ liễu, nhưng thật muốn đấu lên hung ác đến, thần vương cảnh đều muốn lui tránh ba phần. Cũng liền ở mấy người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Phàm linh hồn phân thân đột nhiên thân hình nhoáng một cái, tránh thoát đóng hắn trường đao, hướng về hành lang một bên khác chạy như bay. Truy. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nháy mắt lấy lại tinh thần, quát mắng một tiếng, trước tiên đuổi theo. Không biết Tiêu Phàm thân phận còn tốt, bây giờ biết, cái kia càng thêm không thể để cho hắn rời đi, bằng không, về sau nghênh đón bọn họ khả năng liền là hủy diệt tính tai nạn. Tiêu Phàm linh hồn phân thân vòng qua hành lang, thẳng đến ngoại giới mà đi. Hỗn trướng, cũng liền ở lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ hai tầng lầu truyền đến, ngay sau đó. Một cỗ không thể địch nổi uy áp bao phủ toàn bộ thần chu. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm linh hồn phân thân sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy, hai cái hô hấp thời gian, hắn liền chạy ra khỏi hành lang. Gần như đồng thời, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hắn lên mới lướt qua, kẻ khác không quen biết đạo kia hắc ảnh,
nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là rất quen thuộc. Bạch Ma, nhanh hướng bắc phương đi, ta ngăn trở bọn họ. Tiêu Phàm linh hồn phân thân cho đạo kia hắc ảnh truyền âm nói. Bạch Ma quay đầu nhìn Tiêu Phàm một cái, nhíu mày một cái nói, ngươi là Tiêu Phàm tiểu tử. Đi mau, Tiêu Phàm cũng đã không lo được nhiều như vậy, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đuổi theo, qua một lúc nhiều người, bọn họ muốn chạy trốn đều không thể nào. Ám sát cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí phong hầu cường giả, vẫn có rất lớn nắm chắc, có thể chính diện chém giết, hắn thực lực thì có chút không đủ. Những người này, mỗi một cái đều là đồng giai bên trong cực kỳ cường hoành tồn tại, nếu không mà nói, Tiêu Phàm thật đúng là không tất yếu e ngại bọn họ. Bạch Ma trong mắt lóe qua một vòng ác liệt, cuối cùng gật gật đầu, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bỏ chạy. Đoạt bản công tử đồ vật, còn muốn chạy. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ hậu phương đi ra, chỉ thấy một đạo bạch ảnh một trưởng giận oanh mà tới. Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm linh hồn phân thân thần sắc khẽ động, hắn không nghĩ đến trước tiên giết tới là Nguyệt Thiên Hạo, hơn nữa Bạch Ma còn đoạt hắn đồ vật. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh hỉ, hắn nhiệm vụ xem như thất bại, có thể Bạch Ma lại thành công. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, hắn giơ tay một trưởng hướng về Nguyệt Thiên Hạo đánh tới, chỉ là bởi vì một cỗ này linh hồn phân thân bị Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sáng tạo, căn bản là bày ra không được tối đỉnh phong thực lực mà thôi. Hoàng Phủ Văn Phong, ngươi dám cản ta? Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy có người dám ngăn trở bản thân, không khỏi giận tím mặt. Nhất là ngăn cản bản thân hay là Hoàng Phủ gia tộc người. Bỗng nhiên, Nguyệt Thiên Hạo bỗng nhiên hiểu cái gì, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, kêu to nói, là ngươi Hoàng Phủ gia tộc tính toán ta. Cũng khó trách hắn phẫn nộ không thôi, nếu như bị kẻ khác đoạt cũng liền bình thường, có thể hiện tại, đoạt hắn đồ vật lại là Hoàng Phủ gia tộc, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Đáng sợ uy thế mãnh liệt cuộn trào ra, cái kia trưởng cương uy áp lại tăng. Tiêu Phàm linh hồn phân thân căn bản tiếp nhận không được, trực tiếp bị một trưởng chấn động đến nổ lên. Tất cả những thứ này, phát sinh ở đất đèn hỏa quang, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đừng chạy, cũng liền làm Nguyệt Thiên Hạo chuẩn bị tiếp tục truy sát Bạch Ma thời khắc, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu tiếng giống giận dữ truyền đến. Ân, Nguyệt Thiên Hạo mở chừng hai mắt, lách mình xuất hiện ở Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trước người cách đó không xa, một trưởng lần nữa quét ngang mà ra. Tam công tử, người đây là ý gì? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu kinh biến, không có đối Nguyệt Thiên Hạo xuất thủ, thân thể lóe lên, liền tránh thoát Nguyệt Thiên Hạo một kích. Nhưng hắn sau lưng mấy người không nghĩ như vậy, cảm nhận được sinh mệnh chi uy, có hai cái cổ thần cảnh đỉnh phong bộc phát ra ngập trời khí thế, đồng dạng một trưởng đánh phía Nguyệt Thiên Hạo. Oanh, kinh thiên nổ vang truyền ra, toàn bộ hư không đều rung động kịch liệt lên, dưới chân thần chu càng là vỡ nát không ít. Hai cái kia cổ thần cảnh đỉnh phong trực tiếp bị đụng bay, không biết sinh tử, khoang thuyền cũng toàn bộ sụp đổ. Mà Nguyệt Thiên Hạo lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, mặt lộ hung chỉ nhìn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bọn họ. Thật mạnh, nơi xa trong cổ lâm, Tiêu Phàm bản thể nhìn thấy một màn này, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn phát hiện, bản thân vẫn là coi thường Nguyệt Thiên Hạo thực lực. Hắn coi là Nguyệt Thiên Hạo chỉ là một cái hoàn khố đệ tử. Lại không nghĩ đến hắn chiến lực như thế cường hoành, đoán chừng bỉ Hoàng vừa Hoàng Tiêu đều muốn cường đại không ít. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, ngươi nếu không cho bản công tử một cái công đạo, hôm nay ta diệt ngươi Hoàng Phủ gia tộc tất cả mọi người. Nguyệt Thiên Hạo đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, sát khí bừng bừng nói. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mặt lộ vẻ băng lãnh, nói ta còn muốn thỉnh giáo tam công tử, chúng ta chính đang truy sát giết chết ta nhị đệ người, có thể ngươi hiện tại ngăn ta. Là có ý tứ gì? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng không phải sợ phiền phức chủ, Nguyệt gia cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn càng sợ hay là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nếu như không phải hắn rõ ràng biết rõ Nguyệt Thiên Hạo thân phận, đoán chừng hắn biết coi là trước mắt Nguyệt Thiên Hạo liền là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, cho nên mới có thể trợ giúp người kia đào thoát. Bản công tử khi nào ngăn ngươi? Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ vô cùng, đột nhiên hắn tựa như nhớ tới cái gì? Mặt âm trầm nói, có người giết chết Hoàng Phủ Văn Phong. Tam công tử không biết sao. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu híp hai mắt, ngữ khí mười phần bất thiện. Người đây là cái gì ngữ khí? Nguyệt Thiên Hạo lại khôi phục cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, bị Hoàng Phủ Hoàng Tiêu chất vấn, hắn trong lòng lúc đầu thì có khẩu khí. Chỉ là nghĩ đến đoạt bản thân đồ vật cái kia ra hỏa,
hắn nộ khí liền bị hắn cưỡng ép xuống. Ta, cảm nhận được Nguyệt Thiên Hạo trên người uy áp, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khí thế tức khắc yếu đi rất nhiều, đầu cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn đến, chúng ta đều bị người hãm hại, có người cố ý tính toán chúng ta. Nguyệt Thiên Hạo duỗi ra một cái bàn tay, trong đó một ngón tay máu me đầm đìa, không biết bị cái gì lợi khí chặt đứt. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhìn thấy, trong mắt lộ ra kinh ngạc, dĩ nhiên có người chặt đứt Nguyệt Thiên Hạo ngón tay, cái này có thể so sánh giết chết Hoàng Phủ Văn Phong còn muốn khó khăn a. Hắn hít sâu một cái, khom người nói, Tam công tử, thuộc hạ vừa mới mạo phạm, xin thứ tội. Không thể không nói, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng là tiến thối có căn cứ người, cũng không phải hạng người thảo mãng, biết rõ lúc nào nên làm cái gì. Việc này trách không được ngươi. Nguyệt Thiên Hạo khoát khoát tay, con người băng hàn đến cực điểm, nhìn về phía chân trời nói, dám cướp ta Nguyệt Thiên Hạo đồ vật, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Tam công tử, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cắn răng nói, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chuyện gì, Nguyệt Thiên Hạo đạm mạc nói. Việc này có khả năng cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển có quan hệ. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hít sâu một cái, cho Nguyệt Thiên Hạo truyền âm nói. Nguyệt Thiên Hạo sắc mặt đại biến, quét bốn phía một cái, khoát tay một cái nói, đi, vào khoang thuyền bên trên. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mấy người biến mất ở nguyên chỗ, đi vào khoang thuyền. Thực sự là đáng tiếc, sớm biết rõ có thể như vậy, ta nên hảo hảo tính toán một cái. Tiêu Phàm nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không có đánh lên, âm thầm thở dài một hơi. Lập tức. Hắn con ngươi lại đầu nhập cái kia vô ngần trong bóng tối, Nguyệt Thiên Hạo tức giận như vậy, Bạch Ma đoán chừng cướp được đồ tốt. Nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên giống như quỷ mị biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tiêu Phàm rời đi sơn cốc thời khắc, chân trời cũng đã hơi hơi trắng bệch, mặc dù không có giết chết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cùng Nguyệt Thiên Hạo, nhưng hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít, Hoàng Phủ Văn Phong đã chết. Rời đi thời khắc cho Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nói câu nói kia, đoán chừng cũng có thể nhường Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đứng ngồi không yên. Mặt khác, Tử Vũ Phong phát sinh tất cả, Tiêu Phàm cũng sớm cũng đã biết rõ, dựa vào trận chiến kia, không chỉ có thể trấn nhiếp Nguyệt Thiên Hạo, cũng có thể trấn nhiếp Thiên Võ Thần Sơn không ít người, đoán chừng rất ít có người dám đánh hắn chủ ý. Làm luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống sông núi thời khắc, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở một chỗ thảo nguyên phía trên. Nơi xa một đạo bạch ảnh đón gió mà đứng, thần sắc đạm nhiên chờ đợi Tiêu Phàm đến. Tiêu Phàm, không đợi Tiêu Phàm tới gần, đạo kia bạch ảnh liền nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường. Làm sao, hai ngày không ngược ngươi, ngươi ra liền ngứa. Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, căm tức nhìn đối diện bạch ảnh nói. Bạch ảnh không phải gì khác, chính là bạch ma, bất quá giờ phút này. Bạch ma nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại không có bất luận cái gì kiêng dè, ngược lại lộ ra một cỗ coi thường. Ngược ta, ngươi hiện tại cũng đã không khống chế được ta, như thế nào ngược bản đế? Bạch ma một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Không khống chế được ngươi, Tiêu Phàm quái dị nhìn xem bạch ma, thần sắc hơi động. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới trước đó linh hồn phân thân nhường bạch ma trước đào tẩu sự tình. Cái kia lời nói đối bạch ma vô dụng, bạch ma cũng liền cho rằng Tiêu Phàm cũng đã không cách nào khống chế hắn. Bất quá Tiêu Phàm lại rõ ràng, cái kia là hắn linh hồn phân thân, bởi vì bạch sắc thạch đầu ở Tiêu Phàm bản thể bên trong duyên cớ, linh hồn phân thân tự nhiên là không cách nào khống chế bạch ma. Nhưng mà, hiện tại thế nhưng là hắn bản thể, muốn khống chế bạch ma, còn không phải hạ bút thành văn sự tình. Tiểu tử, bản đế nhịn ngươi rất lâu, ta đã từng đã thề. Chỉ cần thoát ly ngươi khống chế, nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Bạch ma từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, cổ thần cảnh đỉnh phong khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Cách đó không xa, Tiêu Phàm thân hình tức khắc nhận lấy một loại đáng sợ trùng kích, thân thể lung la lung lay, bất quá hắn không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem bạch ma. Cười a, qua một lúc bản đế nhìn ngươi còn như thế nào cười được. Bạch ma thần sắc càng ngày càng lạnh. Hắn đạp trên bước chân mèo, mỗi tới gần một bước, khí thế liền cường đại mấy phần. Tiêu Phàm thần sắc không động, trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, ngươi nếu cùng ta đồng giai,
ta có thể đánh cha mẹ của ngươi đều nhận không ra. Tiêu Phàm biết rõ Bạch Ma đối bản thân oán khí rất lớn, chỉ là hắn không nghĩ đến, Bạch Ma dĩ nhiên thời khắc đều đang suy nghĩ phản kích bản thân. Hiện tại bại lộ đi ra cũng tốt, bản thân còn có biện pháp đối mặt, nếu là ở thời điểm then chốt lộ ra đến, khả năng liền 10 phần nguy hiểm. Bản đế cùng ngươi đồng giai, giết ngươi một dạng giống như giết heo chó. Bạch Ma cực kỳ khinh thường. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình liền hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh phóng tới Tiêu Phàm, một cái lăng lệ móng vuốt giận vung mà xuống, hư không đều kém chút bị xé ra. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ là đáy mắt chỗ sâu sát ý càng ngày càng đậm. Quỳ xuống cho ta, mắt thấy cái kia chảo cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát lớn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có thể khống chế. Bạch Ma làm càn cười lớn. Chỉ là, lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt biến đổi lớn, thân thể tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, trực tiếp thu hồi móng vuốt, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, một mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nghênh đón hắn, lại là Tiêu Phàm một cước, Bạch Ma bản năng muốn phản kháng, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Không cho phép phản kháng, Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, giờ khắc này, hắn là thật động sát tâm. Vừa mới hắn có thể cảm nhận được Bạch Ma trên người chân chính sát khí, nếu như bản thân không cách nào khống chế hắn, Bạch Ma tuyệt đối sẽ thật giết chết hắn. Nếu như không phải Bạch Ma thực lực coi như cường đại, có chút lợi dụng giá trị, Tiêu Phàm đã sớm làm thịt hắn. Ầm một tiếng vang thật lớn, Bạch Ma trực tiếp bị Tiêu Phàm một cước đá bay ra ngoài, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi, hét lớn, không có khả năng, ngươi làm sao còn có thể khống chế ta. Oanh! Bạch Ma thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, lăn ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, cái này thương thế đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì, nhưng một cước này, lại triệt để đánh sụp hắn lòng tin. Cho ta lăn tới, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một cước có thể không cách nào làm cho hắn phát tiết trong lòng lửa giận. Sau một khắc, Bạch Ma thân thể quả nhiên không tự chủ được lăn tới, đi tới Tiêu Phàm dưới chân, Tiêu Phàm không lưu tình chút nào lại là một cước đá ra. Tựa như đá bóng một dạng. Bạch Ma trong lòng biệt khuất vô cùng, hắn muốn phản kháng, có thể thân thể căn bản không nghe hắn sai xử. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại để cho hắn lăn tới, lập tức lại một cước đá ra, như thế lặp lại mấy chục lần, Tiêu Phàm lửa giận mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bạch Ma lăn đến Tiêu Phàm dưới chân, máu me khắp người, nước mắt lưng tròng, hắn đường đường đại đế, lại bị người như thế lăng nhục, muốn chết tâm tình đều có. Lần này, Tiêu Phàm không có đem hắn đạp bay, mà là một cước hung hăng dẫm ở trên đầu hắn, cười gằn nói, hiện tại ngươi biết rõ ta tại sao còn cười được sao? Bạch Ma hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, nhè răng trợn mắt nói, tiểu tử, có gan ngươi giết bản đế. Hồng hộc, Tiêu Phàm đưa tay lấy ra Tu La kiếm, một kiếm hung hăng đâm vào Bạch Ma thân thể bên trong, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Bạch Ma trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả mảy may trù trừ đều không có, hắn trên người phát ra sát ý, quá đáng sợ. Bản đế, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Lần trước nếu như không phải ngươi tự cho là đúng, Chọc Thiên Hồng cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Bạch Ma hành vi nhường hắn hết sức tức giận, cùng với những cái khác thời điểm then chốt hại bản thân, còn không bằng thật giết hắn. Lần trước nếu như Bạch Ma toàn lực ứng phó, tuyệt đối không chỉ có thể ngăn lại nhất, Chọc Thiên Hồng cũng liền chết. Mặc dù đi qua một chút thời gian, nhưng Tiêu Phàm đối với Chọc Thiên Hồng chết, vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Tu La kiếm điên cuồng cắn nuốt Bạch Ma máu tươi, dù là hắn khôi phục năng lực thập phần cường đại, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạch Ma trong mắt lần thứ nhất lóe qua một tia sợ hãi, trước kia hắn là đại đế cường giả. Hơn nữa còn nắm giữ mệnh thạch, có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm muốn giết hắn, căn bản không cần phế bao nhiêu lực khí. Hắn lúc này mới minh bạch, bản thân đã không phải là đã từng đại đế cấp bậc bá chủ. Ta, Bạch Ma hít sâu một cái, hắn phát hiện bản thân sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất cảm giác tử vong cách bản thân gần như vậy. Ngươi không phải nói. Đồng giai tu vi, giết ta giống như giết heo chó sao? Đã ngươi không phục, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, đánh tới ngươi phục mới thôi. Tiêu Phàm rút ra Tu La kiếm,
thần sắc băng lãnh nhìn xem Bạch Ma. Bạch Ma gian nan giơ lên đầu, nhìn xem một trượng 3,33 mét có hơn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết làm sao, hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có động thủ dũng khí. Ngươi có phục hay không? Tiêu Phàm cầm kiếm chỉ Bạch Ma nói, sát ý lạnh như băng nở rộ, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, hư không cũng xuống nổi lên băng xương. Nhìn xem Tiêu Phàm cái kia đen kịt con ngươi, Bạch Ma không biết tại sao, dĩ nhiên không dám cùng hắn nhìn thẳng, cúi đầu, cắn răng nói, phục. Đã ngươi phục, nếu có lần sau nữa, ta định giết ngươi không buông tha. Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Đợi đến đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm thực lực cũng liền không kém gì Bạch Ma, đến lúc đó, Tiêu Phàm cũng không có tất yếu ỷ vào hắn. Bạch Ma không nói, cúi đầu, xem như chấp nhận Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm thật lâu mới thu liếm trên người sát ý, trực tiếp dùng mệnh lệnh thức giọng điệu nói, trước đó ngươi đoạt Nguyệt Thiên Hạo thứ gì, lấy ra ta nhìn xem. Bạch Ma không cam lòng, có thể lại không cách nào chống lại Tiêu Phàm mệnh lệnh, há mồm phun một cái, một mai càn khôn giới bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm phía trước cách đó không xa. Liền cái này, Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, càn khôn giới chung quanh vết bẩn tức khắc tiêu tán, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay, nói, ngươi biết rõ, ngươi không lừa được ta. Chỉ có cái này, Bạch Ma nhẹ gật đầu, chi tiết nói ra. Ngươi chỉ bất quá đoạt Nguyệt Thiên Hạo một mai càn khôn giới mà thôi, hắn sẽ tức giận như vậy. Tiêu Phàm có chút không tin, bất quá hắn cũng tin tưởng, giờ phút này Bạch Ma không dám cùng hắn nói láo. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn vuốt vuốt một mai hạt châu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong càn khôn giới, ta liền thừa dịp hắn không sẵn sàng, đoạt cái này càn khôn giới, cũng gãy mất hắn một ngón tay. Bạch Ma giải thích nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hắn trước đó núp trong bóng tối, mặc dù cách rất xa, nhưng là thấy được Nguyệt Thiên Hạo căn kia đoạn chỉ. Ngươi tại sao không giết hắn đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Nếu như lúc ấy thừa dịp Nguyệt Thiên Hạo không sẵn sàng, lấy Bạch Ma thực lực, đánh lén mà nói, muốn giết chết Nguyệt Thiên Hạo hẳn là không khó. Bạch Ma lắc lắc đầu nói, trên người hắn có cỗ cường đại khí tức, giết hắn không có khả năng, đoạn hắn ngón tay, ta cũng đã tận lực. Tiêu Phàm ngược lại là kinh ngạc. Bạch Ma cỡ nào thực lực, hắn trong lòng rất rõ ràng, có thể hắn thực lực, đánh lén phía dưới dĩ nhiên không cách nào giết chết Nguyệt Thiên Hạo. Nhìn đến, tháng này trời sáng không đơn giản a. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Ngẫm lại hắn cũng liền bình thường trở lại, Nguyệt Thiên Hạo cỡ nào thân phận, liền Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đều có hắn phụ thân Hoàng Phủ Thanh Hồng Pháp thân bảo hộ, Nguyệt Thiên Hạo làm sao có thể không có đây. Bạch Ma cố nhiên cường đại. Nhưng nếu như không cách nào miểu sát Nguyệt Thiên Hạo, liền sẽ kích phát Nguyệt Thiên Hạo thể nội thần vương pháp thân, đến lúc đó muốn giết chết hắn liền càng thêm khó khăn. Hắn trước tiên chặt đứt Nguyệt Thiên Hạo một ngón tay, cũng đã 10 phần khó được. Ta xác định, cỗ kia nguy hiểm cảm giác, hẳn không phải là thần vương pháp thân. Bạch Ma nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, thần sắc 10 phần ngưng trọng nói. Đó là cái gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Lúc này hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Bạch Ma. Không biết, dù sao cũng một loại rất đáng sợ lực lượng. Bạch Ma lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm cau mày, hắn có thể cảm nhận được Bạch Ma trong lòng nồng đậm kiêng kỵ ý, chẳng lẽ Nguyệt Thiên Hạo thể nội còn có bí mật gì? Đúng rồi, Bạch Ma không phải nói Nguyệt Thiên Hạo vuốt vuốt một mai hạt châu sao? Tiêu Phàm thần sắc không động, linh hồn chi lực ở trong càn khôn giới đảo qua. Chốc lát sau đó, trong tay hắn liền xuất hiện một mai hắc sắc hạt châu, hắc sắc hạt châu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên lượn lờ một tầng nhàn nhạt hắc sắc vầng sáng. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm không có cảm nhận được bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, dù là hắn linh hồn chi lực đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì. Cũng liền làm Tiêu Phàm chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được thể nội biến hóa, lại là bạch sắc thạch đầu vụt sáng, tựa như ở nói cho Tiêu Phàm cái gì. Cái này quả nhiên không phải một khỏa phổ thông hạt châu. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn mặc dù hiện tại nhìn không minh bạch, nhưng không có nghĩa là về sau không biết, dù sao hắn có là thời gian nghiên cứu. Coi như hắn không tin Bạch Ma cùng Nguyệt Thiên Hạo, cũng hẳn là tin tưởng bạch sắc thạch đầu. Đúng rồi, Bạch Ma, người có thể nhìn ra cái này thạch đầu có khác biệt gì? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Bạch Ma nói. Bạch Ma tốt xấu đã từng cũng là đại đế cấp bậc cường giả, nghĩ đến nhãn lực người phi thường có thể so sánh.
Viên này thạch đầu vật liệu tới đây thiên hoang, tên là Hắc Tinh Nguyên Thạch. Hắc Tinh Nguyên Thạch cực kỳ nặng nề, kiên cố, chính là chế tạo pháp bảo thượng giai vật liệu. Hơn nữa mai này hạt châu, chính là Hắc Tinh Nguyên Thạch tinh luyện mà thành thạch tinh, có giá trị không nhỏ. Bạch Ma nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra. Bị Tiêu Phàm đánh dừng lại, hiện tại Tiêu Phàm nói cái gì liền là cái gì, không dám đối Tiêu Phàm có bất kỳ giấu giếm nào. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, lắc lắc đầu nói, ngươi hẳn là biết rõ, ta muốn biết rõ cũng không phải những cái này, mặt khác, thiên hoang là chuyện gì xảy ra. Thiên hoang sự tình, ta không thể nhiều lời, về phần mai này hạt châu cái khác tin tức, ta cũng nhìn không ra. Bạch Ma lắc lắc đầu, khó được cự tuyệt Tiêu Phàm lời nói, đương nhiên đây cũng là Tiêu Phàm không có mệnh lệnh hắn duyên cớ. Nếu như ta cứng rắn là muốn ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn thật đúng là không tin, trên đời này còn có cái gì là người không thể biết rõ. Lấy ngươi hiện tại thực lực, còn tiếp nhận không được cái kia nhân quả. Bạch Ma con người băng lãnh vô tình, nói, nếu như ngươi nhất định muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Coi như, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, cái khác hắn không sợ, nhưng là nhân quả vật này, quá mơ hồ, đúng rồi, trước đó Nguyệt Thiên Hạo thưởng thức mai này hạt châu thời điểm. Có hay không nói cái gì? Có, Bạch Ma suy nghĩ một chút nói, đương nhiên hắn nhìn mai này hạt châu 10 phần nhập thần, ta lờ mờ nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một ít lời, nhưng chỉ nghe được hai cái từ, một cái là loạn cổ, một cái khác là truyền thừa. Chẳng lẽ cái này hạt châu cùng cái gì truyền thừa có quan hệ? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, có thể làm cho Nguyệt Thiên Hạo đều như thế quan tâm truyền thừa, nghĩ đến 10 phần bất phàm. Bất quá Tiêu Phàm lật qua lật lại nhìn, cũng nhìn không ra một cái manh mối gì, đành phải đem mai này hạt châu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Sau đó Tiêu Phàm lại ở trong càn khôn giới tìm nửa ngày, ngoại trừ một chút thần thạch cùng linh dược bên ngoài, cũng không có cái gì nhường hắn để mắt đồ vật. À, đây là, coi như Tiêu Phàm thất vọng thời khắc, hắn ánh mắt lại rơi vào một cái kim sắc hộp ngọc phía trên. Kim sắc hộp ngọc chung quanh bố trí lấy mấy đạo cấm chế. Hộp mặc dù phổ thông, nhưng khi hộp ngọc vào tay thời khắc, bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên lại có phản ứng. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thần văn tạo nghệ, ngược lại là tùy tiện phá mở cấm chế, mở hộp ngọc ra, một cỗ huyền diệu cảm giác tốc thẳng vào mặt. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ở hộp ngọc bên trong, dĩ nhiên bình tĩnh nằm 7 mảnh hắc sắc phiến lá, 7 mai phiến lá phát ra kỳ lạ quang trạch. Pháp tắc toái phiến, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Như nhặt được trí bảo đồng dạng, hít sâu một cái nói, không hổ là Nguyệt gia thiên tài, dĩ nhiên còn có bậc này bảo bối. Cái này pháp tắc toái phiến đối Nguyệt Thiên Hạo tới nói, có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng đối Tiêu Phàm mà nói, lại coi là trí bảo. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm áp chế lập tức nhường hắc sắc vòng xoáy thôn phệ luyện hóa xúc động, hiện tại thời gian cũng đã không sớm, việc cấp bách vẫn là trước chạy về Thiên Võ Thần Sơn lại nói, chậm thì sinh biến. Bạch Ma, theo ta đi. Tiêu Phàm thu hồi 7 mai pháp tắc toái phiến, nhìn Bạch Ma một cái, liền hướng lấy Thiên Võ Thần Sơn bay đi. Trở lại Thiên Võ Thần Sơn, thời gian coi như sớm, Tiêu Phàm ẩn núp đến ban đêm, lúc này mới tiến vào Tử Vũ Phong. Tiêu Phàm, người rốt cục trở về. Liễu Chu Hồn nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, cũng rốt cục thở dài một hơi, trong giọng nói còn mang theo một tia vẻ kích động. Người trước giết lục đại cổ thần đỉnh phong. Hẳn là không người đến phiền ngươi đi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, đưa tay vung lên, linh hồn phân thân cùng liền thần điêu bỗng nhiên biến mất. Ta cũng không phải lo lắng cái này, mà là nghĩ nói cho ngươi một kinh hỉ. Liễu Chu Hồn cảnh xuyên loạn. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói. Ngươi có hay không phát hiện, cái này tiểu viện thần linh chi khí lại nồng nặc không ít sao? Liễu Chu Hồn có chút đắc ý, bán một cái nút. Tiêu Phàm nhắm mắt cảm thụ một cái, chốc lát sau đó mới mở ra hai mắt, so sánh trước đó, thần linh chi khí dĩ nhiên nồng nặc gấp mấy lần, đây là có chuyện gì? Đây chính là ta muốn nói cho ngươi kinh hỉ. Liễu Chu Hồn tiếp tục nói ra, cái này Tử Vũ Phong phía dưới, có một đầu linh mạch. Linh mạch, Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra, 10 phần kích động nói, ngươi xác định. Ta xác định, Liễu Chu Hồn khẳng định nói ra, tòa này sơn phong phía dưới. Thần linh chi khí như thế nồng đậm, liền cùng cái này linh mạch có quan hệ, hơn nữa ta cũng đã đi qua lặp đi lặp lại xác nhận. Tiêu Phàm nghe vậy,
trên mặt lại là vui nở hoa, hắn tự nhiên biết rõ linh mạch đại biểu cho cái gì, đây chính là thai nghén thần thạch địa phương. Tuy nhiên hắn Tiêu Phàm hiện tại không thiếu thần thạch, nhưng là Tu La Điện thiếu a. Nếu như có thể đem toàn bộ long mạch làm đi qua, cái kia Tu La Điện phát triển tốc độ chí ít có thể tăng tốc gấp mấy lần. Một bên Bạch Ma ánh mắt sáng lên, hơi hơi kích động nói, Tiêu Phàm, đem đầu này linh mạch nhường cho ta, về sau ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nghe ngươi. Cút sang một bên, Tiêu Phàm hung ác trợn mắt nhìn Bạch Ma một cái. Bạch Ma nếu là thôn phệ linh mạch, 89 phần 10 có thể khôi phục lại thần vương cảnh, cái này đối hắn tới nói đúng là to lớn trợ lực. Nếu như không có kinh lịch trước đó sự tình, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ tin tưởng hắn, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng tin tưởng Bạch Ma. Bạch Ma bất đắc dĩ cúi đầu, không dám phản bác Tiêu Phàm, hắn cũng biết rõ, bản thân cũng đã mất đi Tiêu Phàm tín nhiệm. Khó trách Thiên Võ Thần Sơn ở trong này thành lập sơn môn, có lẽ bọn họ đã sớm biết tất cả những thứ này. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, âm thầm trầm ngâm nói. Ngươi không xuống nhìn xem sao? Liễu Chu Hồn nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm là khẳng định sẽ không bỏ qua hôm nay tốt đẹp chỗ. Nhìn, khẳng định xuống dưới nhìn, Tiêu Phàm không chút do dự nói, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Mở cái gì nói đùa, một đầu linh mạch hắn làm sao có thể bỏ lỡ đây? Chỉ là, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn rời hết một đầu linh mạch, trong thời gian ngắn cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù sao, một đầu linh mạch nếu là bị lấy sạch, Thiên Võ Thần Sơn những cái kia lão bất tử không có khả năng sẽ không phát hiện, phải biết. Cả tòa Thiên Võ Thần Sơn đều dựa vào cái kia linh mạch cung cấp thần linh chi khí đây. Việc này, nhất định muốn hảo hảo tính toán một cái. Muốn hay không ta hiện tại thay ngươi mở ra một đầu thông đạo? Liễu Chu Hồn có chút kích động nói. Không cần, việc này ta tự có dự định, những ngày qua, ngươi lặng lẽ điều tra đầu này linh mạch, đến cùng lớn bao nhiêu? Tiêu Phàm hít sâu một cái. Kỳ thật. Tiêu Phàm nội tâm cũng không muốn đem cả tòa Thiên Võ Thần Sơn giở trống, khác không nói, Tử Vũ Phong đối với hắn coi như là không sai. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không muốn hủy một đầu linh mạch nếu là hủy, về sau liền khó có thể lần nữa ngưng tụ thành hình, tốt nhất phương pháp, liền là đem toàn bộ linh mạch rời đi. Chỉ là lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, còn làm không được đến một bước này. Bất quá, hắn làm không được. Không có nghĩa là những người khác cũng làm không được a. Bách sát chiến trường đoán chừng còn muốn một chút thời gian mới có thể mở ra, đến lúc đó, đoán chừng sư huynh cũng tỉnh lại đi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một mai ngọc phù, thần lực tràn vào sau đó, hít sâu một cái nói, xinh đẹp, tiểu hắc có hay không ở bên người ngươi. Liễu Chu Hồn không biết Tiêu Phàm dự định, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm trong tay ngọc phù phát ra một đạo quang mang, lại là huyết yêu nhiều thanh âm vang lên, Tiêu Phàm, người rốt cục bỏ được cùng ta nói chuyện. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, đắng chát cười nói, hiện tại ta có việc gấp tìm tiểu hắc, người nhường hắn nói với ta. Tiêu Phàm, người thế nhưng là nói xong rồi, huyết vô tuyệt tỉnh lại, liền thả ta tự do. Sau một khắc, cửu âm thần long tiểu hắc thanh âm vang lên, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Tiểu gia hỏa. Giữa chúng ta quan hệ không tất yếu nháo được cái này sao cương a? Tiêu Phàm cười ha ha nói. Lúc này, cửu âm thần long thanh âm vang lên lần nữa, nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì, bất quá chuyện xấu nói trước, không có chỗ tốt sự tình, ta là sẽ không làm. Ngươi bây giờ là thiên thần cảnh đỉnh phong a? Tiêu Phàm không vội không chậm nói ra, nếu như ta có biện pháp để ngươi trong thời gian ngắn đột phá cổ thần cảnh, thậm chí đi đến thần vương cảnh đây. Ngươi nói thật, cửu âm thần long như tin như không nói, bất quá hắn ngữ khí hay là bán rẻ hắn tâm tư. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tiêu Phàm khinh bỉ nói, muốn đột phá cổ thần cảnh, trong một tháng, đến Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài tìm ta, tốt, liền như vậy. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi truyền âm ngọc phù, hắn bây giờ còn là sợ cùng huyết yêu nhiều dây dưa. Bạch Ma, thay ta hộ pháp, Liễu Chu Hồn. Người gần nhất chủ yếu nhiệm vụ liền là tìm hiểu linh mạch, thuận tiện đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, qua đoạn thời gian, ta thay ngươi khôi phục mệnh cách. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền ở chung quanh bố trí mấy đạo trận pháp, sau đó lấy ra trước đó lấy được kim sắc hộp ngọc.
bảy mảnh pháp tắc toái phiến, không biết có thể hay không để cho ta đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ đây. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Lập tức mở hộp ngọc ra, ý niệm khẽ động, liền đem bảy mảnh pháp tắc toái phiến ném vào hắc sắc vòng xoáy bên trong, bắt đầu luyện hóa bảy mảnh pháp tắc toái phiến. Một phương diện khác, lại nói Tiêu Phàm cùng Bạch Ma ám sát Thiên U vực không ít tu sĩ rời đi sau đó, Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, hai người sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tam thiếu, ngươi chính là trước chạy tới Huyền Nguyệt cổ vực a, nếu như người kia nói là thật, sự tình thì có chút phiền toái. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hít sâu một cái nói. Giống như thực sự là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, cho dù ta trở lại Huyền Nguyệt cổ vực lại như thế nào. Nguyệt Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, ở không trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn Nguyệt gia mặc dù cường đại, nhưng cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền so sánh, vẫn như cũ không phải đối thủ. Chỉ là hắn trong lòng nghi hoặc là, bản thân làm sao không lý do trêu chọc Bích Lạc Hoàng Tuyền người đâu. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hít khẩu khí, nói, ngài phụ thân bao nhiêu hẳn là có chút biện pháp, Bích Lạc Hoàng Tuyền coi như không cho ngài phụ thân mặt mũi, cũng sẽ xem ở Nguyệt gia mặt mũi. Vậy còn ngươi, Nguyệt Thiên Hạo không nghĩ đến Hoàng Phủ Hoàng Tiêu lúc này vậy mà còn làm bản thân suy nghĩ, trong lòng ngược lại cũng có chút ấm áp. Ta hiện tại cũng lên đường chạy tới Thiên U vực, mặt khác, ta còn muốn chứng thực một kiện sự tình. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đột nhiên lông mày hơi nhíu, không đợi Nguyệt Thiên Hạo mở miệng, hắn liền cũng đã đi ra khỏi phòng. Rách nát thần chu phía trên, giờ phút này có mấy cái hắc y nhân đang một mặt sốt ruột, cầm đầu một người chính là tiến về Thiên Võ Thần Sơn ám sát Tiêu Phàm Hoàng Phủ Huyên. Lúc này, phía trước một trận tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Phủ Huyên vội vàng nghênh đón, đại thiếu. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Huyên sau lưng Nguyệt Thiên Hạo lúc, vừa đến miệng mà nói lại nuốt xuống. Nói đi, cái kia Tiêu Phàm như thế nào? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không có để ý Nguyệt Thiên Hạo, hắn nhường Hoàng Phủ Huyên bọn họ đi chặn giết Nguyệt Thiên Hạo người, việc này vốn không nên nhường Nguyệt Thiên Hạo biết rõ. Nhưng bây giờ, ở Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhìn đến, không có cái gì sự tình so muốn đối mặt Bích Lạc Hoàng Tuyền còn muốn trọng yếu. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi, việc này hoặc nhiều hoặc ít cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Là, Hoàng Phủ Huyên gật gật đầu, nói, đại thiếu, chúng ta vô năng, không thể giết chết Tiêu Phàm. À, các ngươi cũng phái người đi giết Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không khỏi nhìn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu một cái. Tam công tử, Tiêu Phàm nhục ta, thù này ta không được không báo, việc này thuộc hạ không nên giấu giếm ngài. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hướng về phía Nguyệt Thiên Hạo hơi hơi thi lễ nói. Ta không trách ngươi, trên thực tế, ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này, phái người đi giết này Tiêu Phàm. Nguyệt Thiên Hạo khoát tay một cái nói, hắn tự nhiên sẽ không nói ra mình là đi cướp đoạt Định Hư Đỉnh. Nguyệt Thiên Hạo lại nhìn trời một chút tế, hơi nhíu mày nói, tính toán thời gian, bọn họ cũng hẳn là trở về a. Tam công tử, ngài thuộc hạ, sợ là vĩnh viễn cũng không về được. Một bên Hoàng Phủ Huyên đắng chát cười nói, cái gì? Nguyệt Thiên Hạo sắc mặt trầm xuống, hắn còn tưởng rằng Hoàng Phủ Huyên ở chớ chú hắn đây, băng lãnh khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Hoàng Phủ Huyên cảm nhận được Nguyệt Thiên Hạo trên người cỗ kia khí thế, liền hô hấp đều biến dồn dập lên, tam công tử, ta không phải ý tứ kia, mà là chúng ta chạy tới Thiên Võ Thần Sơn thời điểm, ngài thuộc hạ cũng đã đối Tiêu Phàm động thủ. Chẳng lẽ cái kia Tiêu Phàm còn có thể lưu lại bọn họ hay sao? Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói. Chẳng lẽ là Thiên Võ Thần Sơn người xuất thủ? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá hắn trong lòng lại là nghĩ tới càng nhiều. Không có, Thiên Võ Thần Sơn người không có xuất thủ, mà là Tiêu Phàm, bên cạnh hắn có một gốc quái thụ, đem tam công tử người toàn bộ giết, nếu như không phải chúng ta trốn kịp thời, chúng ta đoán chừng cũng phải lưu ở nơi đó. Hoàng Phủ Huyên run giọng nói. Hắn biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nhưng là nhớ tới lúc ấy Liễu Chu Hồn diệt sát Nguyệt Thiên Hạo thuộc hạ một màn, hắn vẫn như cũ có chút sợ hãi. Tốt một cái Tiêu Phàm, Nguyệt Thiên Hạo lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức giết đến tận Thiên Võ Thần Sơn, diệt Tiêu Phàm báo thù. Các ngươi có từng thấy được Tiêu Phàm? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hỏi. Thấy được, Tiêu Phàm liền đứng ở cây kia quái thụ đỉnh.
chỉ huy cây kia quái thụ chém giết. Hoàng Phủ Huyên nhớ tới Tiêu Phàm nhìn bọn họ cái kia ánh mắt, lại không khỏi dùng mình một cái. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không nói, thần sắc vô cùng trầm trọng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyệt Thiên Hạo lại nói, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, người nghĩ đến cái gì? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, cười khổ nói, nguyên bản ta coi là tập sát người chúng ta là cái kia Tiêu Phàm, hắn cố ý dùng Hoàng Tuyền Bích Lạc đến hù dọa chúng ta, hiện tại nhìn đến, có thể là thật. Nguyệt Thiên Hạo lông mày hơi nhíu, trong lòng cũng vô cùng trầm trọng. Hắn xác thực là ở hù dọa các ngươi. Cũng liền ở lúc này, đêm tối bên trong, đột nhiên nhớ tới một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Người nào? Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đám người sắc mặt đại biến, linh hồn chi lực phô thiên cái địa hướng về bốn phía bao phủ mà đi, bỗng nhiên phát hiện nơi xa cổ thụ bên trên, đứng đấy một cái hắc y nhân. Hoàng Phủ Huyên bọn họ toàn bộ đều đạp không mà lên, đáng sợ khí thế hướng về cái kia hắc y nhân nghiền ép mà đi. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này hắc y nhân, liền là ám sát qua hắn hai lần cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân, hắc y nhân không sợ hãi không sợ, đứng ở đó không nhúc nhích. Trở về, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu quát lạnh một tiếng, đã ngừng lại người khác trùng sát đi lên. Bất quá, còn có một số người bất phi sở động, Nguyệt Thiên Hạo cũng khoát tay một cái nói, tất cả lui ra. Cái này còn không sai biệt lắm. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, hắn thân ảnh cùng đêm tối hòa làm một thể, nếu như không phải dùng mắt thường nhìn thấy, Nguyệt Thiên Hạo đều căn bản không phát giác được hắn tồn tại. Các hạ là người nào? Nguyệt Thiên Hạo hất lên áo bào, đứng ở thần chu biên giới, lạnh lùng nhìn xem đối diện hắc y nhân nói, nếu như các hạ không cho hợp lý do, đừng trách ta không khách khí. Người có thể như thế nào không khách khí? Hắc y nhân ngữ khí rất lạnh. Chẳng lẽ người thật muốn đắc tội Bích Lạc Hoàng Tuyền sao? Lời này vừa nói ra, người ở đây con ngươi co rụt lại, Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhìn nhau, nháy mắt đoán được cái gì? Các hạ là Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trầm giọng nói. Cùng người thông minh nói chuyện liền là nhẹ nhõm. Hắc y nhân thản nhiên nói, trước giết các ngươi không phải ta Bích Lạc Hoàng Tuyền người, liền là Tiêu Phàm cùng hắn con chó này. Cái gì? Đám người giật mình. Trong mắt đều là vẻ không thể tin. Chỉ có đứng ở đằng xa xó xỉnh bên trong Hoàng Phủ Tinh Vũ tựa như nhớ tới cái gì, lúc ấy có người gõ cửa, nghe được nàng thanh âm sau đó, người kia liền biến mất không thấy. Trước đó nàng còn không có hướng Tiêu Phàm trên người muốn, cũng không coi là chuyện to tát. Thế nhưng là hiện tại hồi tưởng lại, khả năng này thật rất lớn, Tiêu Phàm không muốn giết bản thân, cho nên mới lặng yên rời đi. Hoàng Phủ Huyên, các ngươi không phải nói Tiêu Phàm ở Thiên Võ Thần Sơn sao? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mở chừng hai mắt, căm tức nhìn Hoàng Phủ Huyên bọn họ nói. Hoàng Phủ Huyên mấy người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Hoàng Phủ Huyên vội vàng nói, đại thiếu, thuộc hạ tuyệt đối không có nói láo, ngài nếu không tin, có thể phái người đi Thiên Võ Thần Sơn tìm hiểu, thuộc hạ nếu có nửa câu nói ngoa, gọi thuộc hạ mấy người chết không yên lành. Ngươi không cần trách tội bọn họ. Mặc dù ta không ở Thiên Võ Thần Sơn, nhưng hắn nói hẳn là không giả, Thiên Võ Thần Sơn Tiêu Phàm, có thể là hắn một bộ phân thân, cố ý nhiễu loạn nghe nhìn. Không đợi Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mở miệng, hắc y nhân thản nhiên nói. Phân thân, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đám người khó coi đến cực điểm, loại này bị người đùa bỡn cảm giác, nhưng bọn họ vô cùng khó chịu. Lúc này, Nguyệt Thiên Hạo lại nói, chúng ta như thế nào tin tưởng các hạ mà nói. Ngươi là muốn mượn chúng ta tay đối phó Tiêu Phàm a? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng thần sắc lạnh lùng nói. Coi như mượn các ngươi tay lại như thế nào? Các ngươi không phải muốn giết Tiêu Phàm sao? Hắc y nhân khịt mũi coi thường, dừng một chút lại nói, huống hồ, ta cũng xác thực cùng Tiêu Phàm có thù, nói đến thế thôi, tin hay không, đều là ở các ngươi bản thân. Thoại âm rơi xuống, hắc y nhân thân ảnh đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đám người trầm mặc chốc lát, hai người đột nhiên bèn nhìn nhau cười, chỉ cần không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền, bọn họ liền không chỗ nào cố kỵ. Tốt một cái Tiêu Phàm, bản công tử dĩ nhiên để ngươi đùa nghịch, không giết ngươi, khó phát tiết bản công tử trong lòng cơn giận. Nguyệt Thiên Hạo nhe răng trợn mắt nói. Tam công tử làm xử lý như thế nào?
Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trầm giọng nói. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, muốn xâm nhập Thiên Võ Thần Sơn giết hắn không dễ dàng, nhưng nếu là buộc Thiên Võ Thần Sơn giết hắn đây. Nguyệt Thiên Hạo đôi mắt bên trong trán phóng lãnh mang. Dừng một chút, Nguyệt Thiên Hạo lại lạnh giọng nói, ta về trước Huyền Nguyệt cổ vực, ít thì một tháng, nhiều thì hai tháng, tất nhường hắn chết không có chỗ chôn. Tam công tử cần dùng đến Hoàng Phủ Hoàng Tiêu địa phương, một câu liền có thể. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cung kính thi lễ nói. Nguyệt Thiên Hạo gật gật đầu, chốc lát sau đó, liền mang theo người khác rời đi. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhìn qua Nguyệt Thiên Hạo biến mất bóng lưng, thần sắc lấp lóe không yên. Đại thiếu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Huyên hít sâu một cái nói. Ta về trước Thiên U vực, các ngươi phái người nhìn chằm chằm Thiên Võ Thần Sơn, lần này, Tiêu Phàm nghĩ sống sót cũng khó khăn. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn lưu lại tai họa ngầm, lại bị cái kia âm hồn bất tán Bích Lạc Hoàng Tuyển sát thủ quấy nhiễu, hơn nữa còn cho hắn lưu lại một cái đại nguy cơ. Mà hết thảy, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Thời gian chậm rãi xói mòn, nháy mắt trôi qua hơn nửa tháng thời gian, nửa tháng này, Tiêu Phàm ngày đêm không ngớt luyện hóa bảy mai pháp tắc toái phiến. Nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, cái này bảy mai pháp tắc toái phiến, dĩ nhiên rất khó luyện hóa, bên trong hàm chứa một loại cực kỳ bá đạo lực lượng. Phải biết, lần trước luyện hóa một mai pháp tắc toái phiến, mặc dù không cẩn thận đi qua mấy ngày thời gian, nhưng luyện hóa lại 10 phần nhẹ nhõm a. Lần này Tiêu Phàm toàn thân tâm đầu nhập, ngược lại luyện hóa 10 phần gian nan, hơn nửa tháng thời gian, dĩ nhiên một mai đều không xong toàn bộ luyện hóa. Đây là cái gì pháp tắc, làm sao sẽ như thế cường hoành? Tiêu Phàm trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Lúc này mới mảnh thứ nhất mà thôi, muốn luyện hóa đều muốn một tháng thời gian, toàn bộ luyện hóa, chẳng phải là muốn hơn mấy tháng. Tiêu Phàm hiện tại nhưng không có nhiều như vậy thời gian lãng phí, qua một đoạn thời gian, khả năng liền tùy thời đều có thể sẽ mở ra bách sát chiến trường, Tiêu Phàm cũng không muốn bỏ lỡ cái kia càng lớn cơ duyên. Mấu chốt là, luyện hóa cái này bảy mai pháp tắc toái phiến, còn không nhất định có thể đột phá đến cổ thần cảnh hậu kỳ. Mặc kệ, nếu như đã bắt đầu luyện hóa, trước luyện hóa mai này lại nói, hẳn là chỉ cần mấy ngày thời gian. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tiếp tục kiên trì. Thiên Võ Phong phía dưới, một mảnh rậm rạp cổ lâm bên trong, một cái hắc y nhân đang nhanh chóng xuyên toa, thân hình như ma quỷ, bắt không đến bất kỳ tung tích nào. Bốn phía rõ ràng có không ít canh gác người, có thể người này lại vào chỗ không người, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như người này đối Thiên Võ Thần Sơn tất cả bố trí đều hết sức quen thuộc một dạng. Vòng qua cổ lâm, hắc y nhân đi tới Thiên Võ Phong phía sau núi, tại hắn phía trước, là một chỗ sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi phía trên bò đầy gốc cây, xanh tươi tốt, giống như từng đầu linh xà một dạng. Vách núi phía dưới, sâu không thấy đáy, một mảnh bạch sắc mờ mịt lượn lờ, cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác, tựa như một đầu mãnh thú hé ra bồn máu miệng lớn, muốn thôn phệ tất cả. Hắc y nhân dừng lại chốc lát, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở vách núi phía trên. Hắn nắm lấy một đầu gốc cây, thân thể nhanh chóng phiêu đãng mà ra, ở hư không hóa thành một đạo độ cung, động tác phiêu giật tiêu sái, linh động vô cùng. Sau đó bắt lấy một cái khác đầu gốc cây, tiếp tục hướng vách núi chỗ sâu lao đi, như thế lặp lại. Nhìn qua hắn động tác bình thường, nhưng chân chính cao thủ sẽ phát hiện, mỗi một bước đều hàm chứa kỳ lạ quỹ tích, giống như ở hư không vẽ thần văn một dạng. Chốc lát sau đó, hắc y nhân rốt cục biến mất ở mây mù chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Lúc này, hắc y nhân dừng lại ở vách núi phía trên một chỗ bệ đá phía trên, bệ đá không lớn, cũng liền một thước 0,33m chu vi, vừa lúc có thể đứng thẳng một người. Cẩn thận xem xét, vách núi phía trên dĩ nhiên có một cái thạch môn rất nhỏ, vừa lúc chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Mà ở trên thạch môn, lại là phủ đầy rêu xanh, hắc y nhân duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem trên cửa đá rêu xanh quét sạch sạch sẽ, đôi mắt bên trong có một tia trang trọng, tựa như tại hướng thánh một dạng. Rêu xanh quét hết sau đó, một chút rườm rà đường vân bỗng nhiên hiển lộ ra, đường vân lít nha lít nhít, hội tụ thành một cái quỷ dị đồ án. Cách một đoạn cự ly quan sát, ẩn ẩn có thể nhận ra, hình vẽ này tựa như một cỗ cổ chiến xa,
lộ ra một cỗ mênh mông chi khí. Nên thuộc về ta quân gia đồ vật, ai cũng cầm không đi. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh đao, cắt vỡ cổ tay mình, máu tươi vào chú. Tại hắn thao túng dưới, máu tươi toàn bộ đều dung nhập cái kia đường vân bên trong, mấy tức sau đó, cái kia cổ chiến xa đồ án bỗng nhiên phát ra kim sắc quang mang. Ngay sau đó, vô số thần văn cũng bắt đầu lưu chuyển, chốc lát sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Hắc y nhân nhẹ nhàng đẩy ra thạch môn, bước vào, thạch môn lần nữa khép kín, bốn phía nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, Thiên Võ Phong Điện một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái kim bào trung niên nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, trong lúc vô hình phát ra một cỗ cường thế uy nghiêm. Đại điện bên trong, cung kính đứng đấy hai đạo thân ảnh, hai người không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần huynh đệ, mà trên bảo tọa ngồi lại là Lục Kinh Thiên. Ba ba, ngài gọi hài nhi tới đây, cần làm chuyện gì? Trước tiên mở miệng là Lục Vô Song, hắn cả người giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, lộ ra vô tận phong mang. Lục Vô Trần trầm mặc không nói, những ngày qua liên tục thua ở Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Văn Phong trong tay, đối với hắn đả kích rất lớn. Bách sát chiến trường, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nhiều nhất còn có 3 tháng liền muốn mở ra. Lục Kinh Thiên trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Nhanh như vậy, Lục Vô Song hơi kinh hãi, nắm đấm không khỏi nắm chặt lên. Nhanh sao, Lục Kinh Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt lại là rơi vào Lục Vô Trần trên người. Vô Trần, nếu là ngươi tiếp tục như thế, vậy liền không cần tiến vào bách sát chiến trường. Ba ba, ta... Lục Vô Trần bỗng nhiên nâng lên đầu, lắc lắc đầu nói ta muốn đi. Như ngươi loại này trạng thái đi vào, sẽ để cho ta ít nhi tử. Lục Kinh Thiên trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ uy nghiêm. Lục Vô Trần toàn thân khẽ run lên, như bị sét đánh đồng dạng, vừa mới nâng lên khí thế, nháy mắt lại tiêu diệt xuống dưới. Ba ba, đệ đệ nếu không thể giết chết Tiêu Phàm, trong lòng tất sinh ma chướng, về sau đoán chừng nửa bước khó đi. Lục Vô Song hít sâu một cái nói, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Ngươi có thể là Tiêu Phàm đối thủ sao? Lục Kinh Thiên quay đầu nhìn về phía Lục Vô Song nói. Ta, Lục Vô Song khẽ cắn môi, hắn không phải Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đối thủ, mà Tiêu Phàm lại tùy tiện đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, hắn lại làm sao có thể chiến thắng Tiêu Phàm đây? Huống hồ, Tiêu Phàm vẫn chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ, hắn đã là cổ thần cảnh hậu kỳ. Hai người chênh lệch không cần nói cũng biết. Cho tới nay, Lục Vô Song đều lấy Thiên Võ Thần Sơn đệ nhất thiên tài tự xưng, nhưng bây giờ, Thiên Võ Thần Sơn chói mắt nhất lại là Tiêu Phàm, cái này khiến hắn như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vi phụ hôm nay gọi các ngươi tới, tự nhiên liền là nhường các ngươi có thực lực giết chết Tiêu Phàm. Lục Kinh Thiên trầm giọng nói, hắn con người dường như xuyên thấu đại điện, thấy được Tử Vũ Phong lên nhất hào tiểu viện. Giết chết Tiêu Phàm, Lục Vô Song thần sắc kích động. Lục Vô Trần trong mắt cũng lộ ra phấn chấn, nói, ba ba, chỉ cần có thể giết chết Tiêu Phàm, nhường hài nhi làm cái gì đều nguyện ý. Lúc này mới giống ta Lục Kinh Thiên nhi tử. Lục Kinh Thiên thu hồi ánh mắt, hài lòng gật gật đầu. Ba ba, tại sao ngài không tự mình ra tay giết Tiêu Phàm đây? Hắn thế nhưng là giết nhị thúc a. Lục Vô Song ngưng tiếng nói. Hắn có thể không tin. Lục Kinh Thiên là vì trước đó hứa hẹn mà không đúng Tiêu Phàm xuất thủ, nhất định là có cái khác kiêng kỵ đồ vật. Tử Như Cuồng lão già kia, cũng không phải loại lương thiện, có hắn cực lực giữ gìn, ta nếu giết Tiêu Phàm, hắn tất nhiên sẽ không chết không thôi, tạm thời tới nói, ta Lục gia nội tình còn chưa đủ. Lục Kinh Thiên lắc lắc đầu nói, không phải còn có gia gia sao? Lục Vô Trần lại hỏi. Lục Kinh Thiên dừng một chút, hít sâu một cái nói. Người ra ra hắn vài chục năm người bị trọng thương, thời gian ngắn khó có thể khôi phục, nếu không mà nói, vi phụ cần gì phải kiêng kỵ Tử Như Cuồng. Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người nhìn nhau, rốt cục minh bạch bản thân phụ thân tại sao không cho bọn họ báo thù. Ba ba, chúng ta cần làm thế nào? Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói, hai mắt bên trong đối thực lực tràn đầy khát vọng. Ta chuẩn bị trước giờ nhường các ngươi tiến vào huyết ma luyện ngục. Lục Kinh Thiên cơ hồ từng chữ nói. Huyết ma luyện ngục, Lục Vô Trần con người hơi hơi co rụt lại, mà Lục Vô Song trong mắt lại lộ ra hưng phấn, khóe
khóe miệng hiện ra một tia khát máu tiếu dung. Hài nhi nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Lục Vô Song cung kính nói, tựa như hận không thể lập tức xông vào cái kia huyết ma luyện ngục bên trong tu luyện một dạng. Đi thôi, ta cũng đã cùng đại trưởng lão chào hỏi. Lục Kinh Thiên gật gật đầu, khoát tay một cái nói. Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần hai người khom người rời đi, lộ ra khí phách phong hoa, tựa như chỉ cần từ huyết ma luyện ngục bên trong đi ra, liền có thể tùy tiện gạt bỏ Tiêu Phàm một dạng. Thiên Vũ vực, cuối cùng vẫn là sẽ do ta Lục gia làm chủ, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là ta Lục gia một cái điểm xuất phát. Một ngày nào đó, ta Lục gia vẫn như cũ sẽ trọng trưởng Lục gia. Lục Kinh Thiên híp hai mắt, trong mắt lộ ra dục vọng mãnh liệt cùng dã tâm. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, cả tòa Thiên Võ Phong đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng Thiên Võ Phong bên trên tất cả tu sĩ đều rõ ràng cảm nhận được chấn cảm. Đây là, Lục Kinh Thiên bỗng nhiên trầm xuống, linh hồn chi lực nháy mắt bao trùm cả tòa Thiên Võ Thần Sơn, tất cả mọi thứ đều đào thoát không được hắn bắt. Có người tiến nhập thạch thất, là ai? Lục Kinh Thiên trên người trán phóng băng lãnh sát khí, sau đó thân hình lóe lên bỗng nhiên biến mất ở trong đại điện. Số một tiểu viện, Tiêu Phàm vẫn như cũ đắm chìm ở trong tu luyện, lại trải qua mấy ngày điên cuồng luyện hóa, cái thứ nhất pháp tắc toái phiến rốt cục sắp hoàn toàn dung nhập hắc sắc vòng xoáy. Hơn nửa tháng thời gian, hắc sắc vòng xoáy lại lần nữa nhỏ đi không ít, chỉ còn lại mấy trượng phương viên. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có cảm nhận được đột phá gông cùm xiềng xích cảm giác, hiển nhiên, một mảnh pháp tắc toái phiến muốn để hắn đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, đó là còn thiếu rất nhiều. Đột phá cổ thần cảnh tiền kỳ thời điểm, hắc sắc vòng xoáy không sai biệt lắm 100 trượng chu vi, mà đột phá cổ thần cảnh trung kỳ, hắc sắc vòng xoáy lại là chỉ có 10 trượng chu vi. Bây giờ tiếp cận cổ thần cảnh hậu kỳ, lại chỉ còn lại mấy trượng phương viên, ta nếu tu luyện tới cổ thần cảnh cực hạn, hắc sắc vòng xoáy sẽ không biến mất ha. Tiêu Phàm ý tưởng đột phát. Chỉ là hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần luyện hóa pháp tắc toái phiến có thể đột phá, vậy hắn liền sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Con đường này là chính hắn đi ra, cái kia cho dù quỳ cũng phải đem hắn chạy xong. Ong ong đột nhiên. Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy bộc phát ra vô tận hắc sắc quang mang, đồng thời, hắc sắc vòng xoáy cũng nhanh chóng xoay tròn, sinh ra vô số sắc bén phong nhận. Những cái này phong nhận dĩ nhiên quỷ dị phá thể mà ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà đi, cả phòng đều bắt đầu không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra, Liễu Chu Hồn cùng Bạch Ma hai cái bị giật nảy mình, cả kinh kêu lên. Bạch Ma vội vàng hướng hậu phương thối lui. Có thể Liễu Chu Hồn lại thảm rồi, hắn dễ cây cắm rễ trên mặt đất, muốn rời đi, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Còn tốt, Tiêu Phàm bố trí trận pháp làm ra tác dụng, vô số thần văn chán phóng đáng sợ quang mang, đem cái kia vô tận hắc sắc phong nhận ngăn cản ở bên trong. Liễu Chu Hồn dọa đến cảnh loạn chiến, hắn linh hồn thoáng hiện, lộ ra một trưởng trắng bệch mặt. Chỉ thấy cái kia đầy trời hắc sắc phong nhận bị áp xúc ở Tiêu Phàm trận pháp bên trong. Bốn phía xuyên loạn, nếu như không phải trận pháp cường đại, đoán chừng đã sớm bị phá vỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bạch Ma cùng Liễu Chu Hồn nhìn thấy, trận pháp bên trong không gian đều biến 10 phần vặn vẹo, xuất hiện vô số lít nha lít nhít hình ảnh. Hình ảnh hoán đổi rất nhanh, lấy bọn họ nhãn lực dĩ nhiên hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, điều này không khỏi làm bọn họ giật mình không thôi. Đây là, thời gian pháp tắc lực lượng, Bạch Ma lên tiếng kinh hô. Kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn. Thời gian pháp tắc, Liễu Chu Hồn cũng hít một hơi lạnh, không thể tin nhìn xem phía trước, nói, Bạch Ma, người xác định là thời gian pháp tắc. Ta cũng không xác định, trên đời này, hẳn là không người nào có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lực lượng, thế nhưng là, cái này trước mắt hình ảnh, rõ ràng lại là về ánh sáng đi tìm nguồn gốc, hẳn là trước kia nơi này phát sinh tất cả. Bạch Ma không xác định nói ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm phía trước, sợ bỏ qua cái gì. Dù là lấy hắn tâm tính, giờ phút này nội tâm đều nhấc lên kinh đào hải lãng, nếu như Tiêu Phàm thật lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đó thật đúng là nghịch thiên. Phải biết, Tiêu Phàm hiện tại chỉ là cổ thần cảnh A, đồng dạng cổ thần cảnh căn bản là chạm đến không đến pháp tắc lực lượng, lại càng không cần phải nói thời gian pháp tắc. Thậm chí, cho dù là thần vương cảnh cường giả, có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người cũng phượng mao lân giác. Thời gian pháp tắc,
thế nhưng là rất hư vô phiêu miểu mấy loại pháp tắc một trong. Khả năng chỉ là về quang chi thuật a. Liễu Chu Hồn trầm ngâm nói, hắn cũng có chút không tin Tiêu Phàm có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Bạch Ma không nói, nhưng hắn nội tâm thật lâu không bình tĩnh, kẻ này 89/10 là thiên hoang thế gia vọng tộc Tiêu gia người, có thể chỉ có tên biến thái kia gia tộc, mới có bậc này thiên tài, nếu là chờ hắn trưởng thành, những người kia khả năng liền thật muốn gặp nạn. Nếu như có thể, Bạch Ma đã sớm xuất thủ giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn biết rõ, bản thân căn bản không có khả năng làm được. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đột nhiên không có giết chết Tiêu Phàm tâm tư, thậm chí có một tia chờ mong, Tiêu Phàm triệt để trưởng thành, về đi đến cái tình trạng gì. Tiêu Phàm căn bản không rõ ràng ngoại giới sự tình, hắn tâm thần toàn bộ đắm chìm ở trong hắc sắc vòng xoáy. So sánh trước đó, hắc sắc vòng xoáy lại nhỏ một vòng, dựa theo trước đó phỏng đoán để phán đoán, hắn nếu như có thể hoàn toàn khống chế, chính mình trưởng khống lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là, hiện tại Tiêu Phàm lại không biết là phúc là họa, bởi vì cái kia vô tận hắc sắc vòng xoáy, nhưng hắn có loại khó có thể khống chế cảm giác. Cho ta trấn áp, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng gào thét, cuồn cuộn lực lượng hướng về hắc sắc vòng xoáy nghiền ép mà đi. Ở hắc sắc vòng xoáy bên ngoài, tạo thành một đạo kim sắc quang cháo, đem tất cả hắc sắc phong nhận toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, hắn toàn lực điều khiển, gắt gao áp chế. Nhưng mà, theo lấy thời gian đưa đẩy, kim sắc quang cháo cũng đã như ẩn như hiện, tựa như tùy thời đều muốn vỡ nát một dạng. Tiêu Phàm dám khẳng định, cái này hắc sắc phong nhận uy lực, tuyệt đối có thể tùy tiện gạt bỏ phổ thông cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh. Một khi đột phá trói buộc, không chỉ Tử Vũ Phong sẽ gặp nạn, chính hắn cũng có khả năng gặp trọng đại phản phệ. Đúng rồi, thần thông ngự không phải có thể phân hóa hắc sắc vòng xoáy sao? Mắt thấy kim sắc quang cháo sắp bạo tạc thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm toàn lực thao túng hắc sắc vòng xoáy, đột nhiên, hắc sắc vòng xoáy chia làm hai cái kia màu đen phong nhận uy lực vẫn như cũ, nhưng lực lượng lại là phân tán không ít. Quả nhiên có thể, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, trong lòng cũng nới lỏng khẩu khí. Ngay sau đó, hắn lần nữa điều khiển hắc sắc vòng xoáy, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Chốc lát sau đó, hắc sắc vòng xoáy cũng đã nhiều đến trên trăm nhiều, cái kia màu đen phong nhận cũng rốt cục bị áp chế ở cái kia 100 cái hắc sắc vòng xoáy. Đồng thời, cái kia kim sắc linh hồn quang cháo cũng rốt cục ổn định lại, Tiêu Phàm cái trán cũng đã rịn ra không ít tỉ mỉ mồ hôi, phía sau càng là sớm đã ướt đẫm. Hắn linh hồn bản thể đứng ở kim sắc quang cháo bên ngoài, lặng lặng nhìn xem trước mắt một màn, linh hồn cũng lộ ra phiếu miểu bất định, hiển nhiên vừa mới đối với hắn linh hồn chi lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nguyên lai, thần thông ngự lực lượng có thể phân, cũng đồng dạng có thể hợp, là ta coi thường cái này thần thông. Nhìn xem cái kia màu đen vòng xoáy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng sán lạn thiếu dung. Cỗ này lực lượng, cuối cùng là ở trong hắn khống chế. Theo lấy thời gian đưa đẩy, cái kia vô số hắc sắc phong nhận cuối cùng thế là bình tĩnh lại, Tiêu Phàm lần nữa khống chế trên trăm hắc sắc vòng xoáy nhỏ dung hợp. Cái này quá trình, so sánh trước đó phân liệt thời điểm lại là muốn gian nan rất nhiều, nhưng là, Tiêu Phàm lại cảm nhận được hắc sắc vòng xoáy bên trong phát ra bạo tạc tính chất lực lượng. Sau nửa ngày, tất cả hắc sắc vòng xoáy nhỏ biến mất, ngưng tụ thành một cái hắc sắc đại vòng xoáy có chừng 3 trượng chu vi. Hơn nữa bên trong hàm chứa một cỗ đáng sợ cắt đứt lực lượng, tựa như hư không đều có thể bị tùy tiện xé nát một dạng. Đây là thần thông dị biến sao? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắc sắc vòng xoáy nói. Hắn tựa như lại trở về trước kia, bản thân tố chất thân thể, theo không kịp thần thông lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra đắng chát nụ cười. Lần trước luyện hóa cái kia kim sắc pháp tắc toái phiến. Còn có kiếm đạo thạch bia bên trong pháp tắc lực lượng, đều không phát sinh dạng này biến hóa, nhìn đến, cái này hắc sắc pháp tắc toái phiến không đơn giản a. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ. Hắn có loại cảm giác, bằng hiện tại hắc sắc vòng xoáy, nếu như lại gặp gỡ Lục Kinh Long, hắn tuyệt đối sẽ không nhường hắn chạy trốn, dù là nắm giữ phổ thông pháp bảo cũng không được. Ngoại trừ thần thông chọc bên ngoài, thần thông ngự bây giờ cũng là to lớn sát chiêu. Ngược lại là vô tận động thiên lực lượng yếu nhược rất nhiều. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở Tiêu Phàm đỉnh đầu,
đột nhiên hiện lên một vòng kim sắc quang luân, hừng hực hỏa diễm đốt cháy hư không, phát ra một cỗ cực nóng khí tức. Phần Thiên Chí Tôn Viêm, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, Vô Tận Động Thiên lại bỗng nhiên biến mất. Tu luyện lâu như vậy, cũng nên đi ra, còn lại 6 mảnh pháp tắc toái phiến, liền từ linh hồn bản thể chậm rãi luyện hóa. Tiêu Phàm lưu lại một câu, tâm thần rời khỏi thể nội. Ngoại giới, Tiêu Phàm khí thế chậm rãi thu liếm, cái kia màu đen phong nhận cũng chậm chậm biến mất, Liễu Chu Hồn nhìn thấy, không khỏi thở dài một hơi. Hắc sắc phong nhận nếu là bạo tẩu, hắn Liễu Chu Hồn cho dù không chết cũng tàn phế. Hô, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang, hư không đều thật giống như bị cắt đồng dạng, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Tiêu Phàm, người rốt cục tỉnh, Liễu Chu Hồn linh hồn toát ra cổ thụ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hắn có thể còn nhớ rõ, Tiêu Phàm trước đó nói qua, chờ hắn khôi phục lại đỉnh phong, Tiêu Phàm liền khôi phục hắn mệnh cách. Bạch Ma nằm sấp ở cái kia không nhúc nhích, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm trở nên có chút bất đồng, về phần chỗ nào khác biệt, hắn lại không thể nói đến. Ngươi khôi phục không sai biệt lắm, Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi. Liễu Chu Hồn cành xuyên loạn, hiển nhiên là kích động chỗ đến, sớm ở mấy ngày trước, ta liền đem sinh cơ khôi phục được tối đỉnh phong, không thể không nói, còn phải cảm tạ phía dưới linh mạch, bảo thủ đoán chừng, đầu này linh mạch đạt đến thượng phẩm. Thượng phẩm, Tiêu Phàm trên người khẽ động, thượng phẩm linh mạch, thai nghén có thể đều là thượng phẩm thần thạch a, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không động tâm đây. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lại nói tránh đi, đã ngươi cũng đã khôi phục được đỉnh phong, vậy ta bây giờ sẽ giúp ngươi chữa trị mệnh cách. Nếu như là người của hắn nghe được Tiêu Phàm lời nói, đoán chừng sẽ cho rằng cực kỳ phách lối, nhưng là Liễu Chu Hồn, lại là đánh trong đáy lòng tin tưởng Tiêu Phàm, dù sao, Tiêu Phàm lần trước thế nhưng là trợ giúp hắn chữa trị 1/3 mệnh cách. Về phần Bạch Ma, một mực lười biếng nằm sấp tại đó, đối Tiêu Phàm lời nói cũng không để ý. Bởi vì Bạch Ma rất rõ ràng, nắm giữ bạch sắc thạch đầu Tiêu Phàm, muốn chữa trị một người mệnh cách, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Bạch Ma, tiếp tục thay ta hộ pháp, quay đầu cho ngươi một đầu long hồn. Tiêu Phàm nhìn Bạch Ma một cái nói, đưa tay một chiêu, Liễu Chu Hồn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một gốc lớn chừng bàn tay cây rơi vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Tốt, Bạch Ma uể oải trả lời, đối với hiện tại hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không xem thường một đầu long hồn. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Ma vẫn như cũ bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Sinh đồng, mở, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, bỗng nhiên nhắm lại mắt phải, mở ra mắt trái, từng đạo lam sắc quang mang gào thét mà ra, bao phủ Liễu Chu Hồn. Đồng thuật, con mắt này, làm sao giống như đầu kia con mắt? Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nội tâm 10 phần không bình tĩnh nói ra. Đi theo Tiêu Phàm càng lâu, hắn phát hiện Tiêu Phàm trên người bí mật càng nhiều. Liền hắn cái này đã từng đại đế đều không thể không sợ hãi thán phục. Thậm chí hắn cảm thấy, Tiêu Phàm trên người còn có một chút hắn không biết bí mật. Theo lấy Tiêu Phàm sinh đồng vận chuyển, lam sắc quang mang điên cuồng tràn vào Liễu Chu Hồn thể nội, Liễu Chu Hồn cả người phát sáng, tung xuống ngàn vạn hà mang. Một dòng nước ấm tràn ngập nó toàn thân, sinh cơ càng ngày càng dồi dào lên, đồng thời, nó trên người khí thế cũng chậm chậm kéo lên, ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Liễu Chu Hồn trên người phát ra một cỗ cuồng bá khí thế, cả người biến thành màu xanh biếc, nồng đậm sinh cơ nhường cả phòng đều biến sinh cơ giạt rào. Bốn phía thần linh chi khí cuồn cuộn mà vào, không muốn sống đồng dạng hướng về số một tiểu viện mãnh liệt mà tới. Bán bộ thần vương, Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Liễu Chu Hồn, trong mắt lóe qua một vòng vẻ hâm mộ. Hắn mặc dù đã từng là đại đế, nhưng bây giờ đợi ở bên người Tiêu Phàm. Tất cả còn phải nhìn Tiêu Phàm sắc mặt, nếu không mà nói, lấy hắn năng lực, muốn khôi phục thần vương cảnh, cũng không phải là việc khó. Chuyện gì xảy ra, Tử Vũ Phong thần linh chi khí triệt để cuồng bạo. Các ngươi nhìn, tất cả mọi người chi khí đều hướng về số một tiểu viện dũng mãnh lao tới, chẳng lẽ là Tiêu Sư Huynh lại làm đột phá. Ta nhớ kỹ Tiêu Sư Huynh tựa như là cổ thần cảnh trung kỳ A, lần nữa đột phá mà nói, chẳng phải là cổ thần cảnh hậu kỳ. Tiêu Sư Huynh ở cổ thần cảnh trung kỳ liền có thể nghiền sát bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong, nếu như đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ,
chẳng phải là có thể cùng bán bộ thần vương cường giả một trận chiến. Đoàn người cảm nhận được Tử Vũ Phong thần linh chi khí dị động, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Giờ khắc này, ai cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm, đem tại cùng một cái vị trí thời điểm, mọi người có lẽ còn sẽ ganh đua so sánh cùng ghen ghét, nhưng người hầu cách quá lớn, còn lại chỉ có kính sợ. Gia hỏa này đây là chuẩn bị làm cuối cùng xung thứ sao? Tử Vũ Phong đỉnh, Tử Sam bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới núi, thần sắc cũng càng ngày càng hài lòng lên. Linh khí phong bạo, kéo dài suốt nửa canh giờ, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Số 1 tiểu viện, Tiêu Phàm trên trán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch, chữa trị mệnh cách, dù là đột phá đến bây giờ cảnh giới, đối với hắn tới nói, vẫn là to lớn phụ tải. Hô, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhắm lại hai mắt, khoanh chân ngồi ở nguyên địa, lấy ra đại lượng thần thạch, bắt đầu chữa trị thần lực. Thẳng đến một canh giờ sau, Tiêu Phàm mới tỉnh táo lại, đem tự thân trạng thái điều tiết đến đỉnh phong. Đa tạ công tử, Liễu Chu hồn linh hồn hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói. Trước đó hắn một mực xưng hô Tiêu Phàm bản danh, mà hiện tại, hắn lại là sửa lại xưng hô, hiển nhiên là chân chính công nhận Tiêu Phàm. Bạch Ma ở một bên trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng không thôi, chẳng phải chữa trị ngươi mệnh cách a, liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, nói, không cần cảm ơn ta, đây là ta đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại cũng đột phá bán bộ thần vương đi. Vâng, Liễu Chu hồn gật gật đầu nói, trên mặt hồng nhuận phơn phớt, liền linh hồn đều tựa như trẻ mấy chục tuổi. Nguyên bản hắn tràn ngập nguy hiểm, bây giờ sống thêm một đời. Nhưng hắn như thế nào không chấn kinh, không kích động đây? Đột phá thần vương cảnh, liền muốn dựa vào bản thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ta có thể giúp, cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Tiêu Phàm hít khẩu khí. Hắn hiện tại chỉ là cổ thần cảnh, muốn trợ giúp Liễu Chu hồn đột phá thần vương cảnh, hiển nhiên là không có khả năng, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm ngược lại là có khả năng làm được. Công tử cũng đã giúp ta làm quá nhiều, Liễu Chu hồn trịnh trọng nói ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, lòng đất linh mạch ngươi điều tra như thế nào? Liễu Chu hồn nghe vậy, hắn biết rõ Tiêu Phàm chuẩn bị đối linh mạch hạ thủ, vội vàng nói, công tử, đầu này thượng phẩm linh mạch, không chỉ thai nghén ở dưới Tử Vũ Phong, mà là trải rộng toàn bộ Thiên Võ Thần Sơn, 10 phần rộng lớn, hơn nữa ta hoài nghi, nơi này có người lấy đại thủ đoạn bố trí một cái siêu cấp trận pháp. À, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động. Những ngày qua, ta cùng với Bạch Ma cũng thương lượng rất nhiều, Bạch Ma nói, đây là ngũ hành uẩn linh trận, cụ thể hắn tới nói a. Liễu Chu hồn cho Bạch Ma một cái ánh mắt nói. Tiêu Phàm biết rõ, Liễu Chu hồn đây là cho Bạch Ma biểu hiện cơ hội, cũng không có nói thêm cái gì. Mặc dù ta không phải rất hiểu trận pháp, nhưng vừa lúc gặp qua cái này trận pháp, ngũ hành uẩn linh trận, thuộc về đế cấp trận pháp, tụ tập thiên địa thần linh chi khí, ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh mạch. Rất nhiều đế cấp thế lực, đều từng sử dụng qua trận này. Trận này đã có thể ngưng tụ thần linh chi khí, lại nắm giữ cường đại sức phòng ngự, chỉ là cái này quá trình, cần mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm lâu. Bạch Ma giờ phút này ngược lại cũng không có giữ lại, đem trong lòng suy nghĩ đều nói ra. Cái kia tại sao Thiên Võ Thần Sơn không chịu được như thế chứ? Tiêu Phàm nhíu mày. Đoán chừng là cái này ngũ hành uẩn linh trận đã từng bị qua công kích. Có chỗ tổn hại, dẫn đến ngũ hành linh mạch không đủ, cho nên nơi này thần linh chi khí, cũng không tính nồng đậm. Bạch Ma giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như có thể bù đắp trận này, Thiên Võ Thần Sơn thần linh chi khí, ít nhất phải nồng đậm gấp mấy lần có thừa, đến lúc đó, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ tu luyện tốc độ, cũng sẽ tăng tốc không ít. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, tay phải kéo ở lại dính, ý niệm trong lòng nhanh chóng lóe qua. Nếu như ta muốn đem cái này ngũ hành uẩn linh trận dọn đi, có hay không khả năng? Thật lâu, Tiêu Phàm cái này mới lấy lại tinh thần, 10 phần thận trọng nói ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.